đang xem video tại kênh YouTube Review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Kỳ Nhiên và Dạ Lăng Hàn thực sự kết hôn rồi. Kỳ Nhiên đột nhiên phát tình, Dạ Lăng Hàn muốn cưỡng ép đánh dấu cậu. Nhưng Kỳ Nhiên biết, một khi để hắn ta đánh dấu, thì cuộc đời cậu sẽ giống như cá chậu, chim lồng. Trong lúc rằng co, Kỳ Nhiên vơ lấy mảnh thủy tinh dưới gối đầu hướng thẳng về phía Dạ Lăng Hàn, đưa ra điều kiện, nếu muốn đánh dấu thì anh phải kết hôn với tôi. Nghe vậy, bàn tay đang niết cầm Kỳ Nhiên của Dạ Lăng Hàn siết chặt. Hắn nhẹ giọng hỏi lại, "Nhiên Nhiên, em muốn kết hôn với tôi. Em còn yêu tôi đúng không?" Kỳ Nhiên lập tức cho hắn một gáo nước lạnh. "Không, tôi chỉ muốn xem anh có cái gan này không thôi." Kỳ Nhiên biết rõ, cha của Dạ Lăng Hàn chắc chắn không đồng ý chuyện này. Nếu Dạ Lăng Hàn và cha hắn đối đầu, thì cậu sẽ có khả năng chạy trốn. Dạ Lăng Hàn biết Kỳ Nhiên đang muốn khiêu khích hắn. "Được thôi, Nhiên Nhiên nếu muốn thì cắt một cái cho mọi chuyện kết thúc đi." Kỳ Nhiên không run không sợ đáp anh cho rằng tôi không dám ra tay sao? Kỳ nhiên rút tay về, đem nó hướng thẳng về phía động mạch chủ của mình. Nếu anh cưỡng chế thôi mang thai, tôi sẽ giết chết đứa nhỏ. Hoặc tự sát. Dạ lăng hàn không ngờ tới kỳ nhiên lại quyết tuyệt như vậy. Dạ lăng hàn đành lùi một bước, không thúc ép cậu nữa. Hắn nắm lấy cổ tay kỳ nhiên, nhẹ giọng khuyên can. Kỳ nhiên, em đừng như vậy. Em biết tôi không muốn làm tổn thương em. Hắn dứt lời, cổ tay kỳ nhiên chuyển tới một xúc khó tả. Kỳ nhiên run rẩy hỏi, anh làm gì vậy? Dạ Lăng Hàn vẫn tiếp tục phóng tin tức tố, đánh dấu tạm thời, như vậy sẽ giúp em dễ chịu hơn. Sau khi Dạ Lăng Hàn kết thúc việc đánh dấu tạm thời, Kỳ Nhiên mềm nhũn nằm trên giường thở dốc, cũng may lần này chỉ là đánh dấu tạm thời, không biết lần sau có còn được may mắn như vậy nữa không? Dạ Lăng Hàn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Kỳ Nhiên, "Chuyện em nói, tôi sẽ suy nghĩ." Nghe tiếng cửa đóng rầm, khóe môi Kỳ Nhiên cong lên, "Lần này tôi thắng rồi, tôi không sợ anh nữa." buổi sáng hôm sau, dạ lăng hàn liền kéo kỳ nhiên ra ngoài. Kỳ nhiên đứng bên ngoài xe để phòng hỏi. Đi đâu? Dạ lăng hàn không trả lời, chỉ bảo cậu lên xe. Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường lớn. Đến khi dừng lại, kỳ nhiên không tin vào mắt mình nhìn năm chữ lớn trói mắt trước mặt. Cục đăng ký kết hôn. Thấy cậu còn chưa kịp hồi thần. Dạ lăng hàn hảo tâm lên tiếng nơi đăng ký kết hôn. Kỳ nhiên do dự nhìn về phía hắn anh muốn kết hôn với tôi. Dạ lăng hàn dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu hắn nở nụ cười nhìn thẳng về phía kỳ nhiên nói, đây không phải là điều em yêu cầu sao? hắn vươn tay nâng cầm kỳ nhiên, ý vị sâu xa nhìn cậu nói tiếp, tôi đã đáp ứng yêu cầu của em, em cũng nên thực hiện lời hứa của mình. kỳ nhiên quay mặt đi, né tránh bàn tay của người kia, cậu yêu cầu kết hôn chỉ để kéo dài thời gian, vì cậu biết dạ gia dạ không đồng ý mối hôn sự này, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này? dạ lăng hàn cong môi cười, nụ cười sán lạn đến mức không phù hợp với gương mặt của hắn. ngạc nhiên vậy sao? Hay là em căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với tôi, em chỉ đang trêu đùa tôi." Kỳ Nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu ấp úng giải thích, "Không, không phải." Dạ Lăng Hàn kéo Kỳ Nhiên lại gần. "Nào vui lên, tôi không muốn biểu cảm này ở trên giấy đăng ký đâu." Kỳ Nhiên vẫn cảm thấy thực sự không chân thật, trước kia cậu từng mong chờ ngày này biết bao nhiêu, vậy mà khi ngày đó đến cậu lại không vui nổi. Trong đầu Kỳ Nhiên chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi, "Mình sắp kết hôn với Dạ Lăng Hàn thật sao?" cuối cùng cậu bị dạ lăng hàn bế vào bên trong cục đăng ký dạ lăng hàn vừa tới cửa nhân viên đã đứng ngoài ngành đón ông ta đã nghe được chuyện dạ lăng hàn đính hôn với một omega sao hôm nay lại đem một an pha tới đây thấy vẻ mặt của người kia dạ lăng hàn lạnh lùng cho ông ta một cái liếc mắt người kia lập tức co rúm vội dẫn bọn họ vào trong làm thủ tục khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân kỳ nhiên có hơi bối rối nói bản thân đã để quên ở quê nhà cả rồi nhưng Dạ Lăng Hàn lại trực tiếp lấy giấy tờ của cậu đưa cho người kia. Kỳ Nhiên không giấu được kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dạ Lăng Hàn ung dung nói, "Nếu tôi đã đồng ý kết hôn với em, thì tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ thủ tục." Nghe được những lời này, Kỳ Nhiên càng mê man, lẽ nào hắn ta thực sự muốn kết hôn với cậu sao? Đây chẳng lẽ là một giấc mơ? Kỳ Nhiên nhận ra hình như Dạ Lăng Hàn đã không giống như trước kia nữa rồi. Lẽ nào hắn ta không đáng ghét như cậu nghĩ? Kỳ Nhiên tự cười trên sự hèn mọn của bản thân. Rõ ràng bị người kia làm tổn thương hết lần này đến lần khác vậy mà khi cậu lại không thể từ chối Dạ Lăng Hàn. Từ chối một gia đình mà Dạ Lăng Hàn chuẩn bị mang tới cho cậu. Giấu mộc ngay ngắn đóng trên ảnh cưới. Kỳ Nhiên run run nhận lấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai người. Kỳ Nhiên cảm thấy không chân thực chút nào, vậy là hai người đã kết hôn rồi sao? Dạ Lăng Hàn ghé sát lại bên tai Kỳ Nhiên thì thầm, "Nhiên Nhiên, buổi tối nay để tôi đánh dấu em được không?" kỳ nhân lựa chọn tin tưởng dạ lăng hàn một lần nữa đồng ý cho hắn ta đánh dấu hoàn toàn nào ngờ trong lúc hai người đang ân ái lại nghe được tin cam duệ có thai rồi từ khi cầm được tờ chứng nhận đăng ký kết hôn với dạ lăng hàn trên tay cả người kỳ nhiên cứ như trên mây cậu thực sự đã kết hôn cùng dạ lăng hàn rồi sao hay đây chỉ là một giấc mơ sau này có phải cậu sẽ có một gia đình của riêng mình hay không sau khi trở về biệt thự dạ lăng hàn liền phân phó quản gia chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng còn dựa theo khẩu vị của kỳ nhiên để chọn món kỳ nhiên nhìn hôn chứng trong tay đột nhiên nhớ ra điều gì đó cậu vội vàng bước lên lầu cẩn thận đem hôn chứng cất kỹ thứ quan trọng như vậy nhất định phải cất giữ cẩn thận cho dù đã đem bỏ vào bên trong bao bì thư rồi nhưng kỳ nhiên vẫn luyến tiếc ngắm nhìn đến không muốn rời mắt hy vọng từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ tốt đẹp như hôm nay không trông thấy kỳ nhiên đâu dạ lăng hàn liền đi tìm một vòng cuối cùng tìm thấy cậu ở ban công phòng ngủ. Nhìn vóc dáng cao gầy của cậu, Dạ Lăng Hàn không nhịn được cảm thán, nhiều năm như vậy rồi, thân hình và tướng mạo của Kỳ Nhiên hình như chẳng chút nào thay đổi cả, vẫn luôn là dáng vẻ làm cho hắn kinh diễm năm xưa. Dạ Lăng Hàn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Kỳ Nhiên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên lan can của cậu. Hắn dịu dàng ghé bên tai Kỳ Nhiên hỏi, "Có vui không?" Kỳ Nhiên chỉ đỏ mặt không đáp. Dạ Lăng Hàn nâng cầm Kỳ Nhiên lên đặt trên đó một nụ hôn hắn dứt khoát tuyên bố. Kể từ ngày hôm nay, em chính là vợ của tôi. Nhiên nhiên, tôi yêu em. Một cậu nói này, kỳ nhiên đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hai người triển miên hôn môi, dưới ánh sáng rực rỡ của ngày mới. Kỳ nhiên không nhớ rõ, đã bao lâu rồi không nhận được cái hôn dịu dàng như vậy từ dạ lăng hàn rồi. Dạ lăng hàn của lúc này, mang lại cho cậu cảm giác như khi bọn họ bắt đầu yêu nhau. Cậu tự hỏi, có phải bọn họ đã trở lại như trước kia rồi không? cậu đã tìm lại được tình yêu thuở ban sơ của mình rồi sao sau khi nụ hôn kết thúc dạ lăng hàn liền lên tiếng bày tỏ mong muốn thực sự của bản thân nhiên nhiên tôi này tôi có thể tiêm chất xúc tác tin tức tố cho em không kỳ nhiên nghe vậy nghi hoặc hỏi chất xúc tác tin tức tố sao phải tiêm thứ đó dạ lăng hàn bày ra bộ dạng đáng thương nói đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta lẽ nào em không để cho tôi đánh dấu em sao kỳ nhiên có phần do dự lời này của dạ lăng hàn không sai Giai đoạn mẫn cảm của cậu không cố định. Nếu dùng chất xúc tác thì có thể nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đến kỳ mẫn cảm. Hơn nữa, đúng như những gì Dạ Lăng Hàn nói, đêm tân hôn thực sự rất quan trọng, bản thân cậu cũng khao khát được hắn đánh dấu. Nhận ra sự do dự trong mắt Kỳ Nhiên, Dạ Lăng Hàn lên tiếng đảm bảo, "Nhiên Nhiên, tôi xin thề, tôi sẽ trân trọng em thật tốt." Lời này thực sự làm Kỳ Nhiên lung lay rồi. Cậu thế mà lựa chọn lần nữa trao niềm tin cho Dạ Lăng Hàn. Màn đêm buông xuống, đúng như những gì đã nói. Dạ lăng hàn đem theo chất xúc tác tin tức tố, tới phòng ngủ tự tay tiêm vào người kỳ nhiên. Chất xúc tác rất nhanh đã phát huy tác dụng. Tin tức tố trong người kỳ nhiên ảo ạt phun ra ngoài. Nhìn bộ dạng xinh đẹp đang cố gắng kìm chế dục vọng của kỳ nhiên, dạ lăng hàn không nhịn được thêm nữa. Trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường. Dạ lăng hàn dịu dàng dỗ rành, Bảo bảo, nhịn một chút. Tôi phải đánh dấu em rồi. Nghe vậy kỳ nhiên hồi hộp nắm chặt giáp giường đem tuyến thệ mỏng manh phơi bày trước mắt hắn. Chính vào lúc dạ lăng hàn chuẩn bị cắn xuống, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Sự làm phiền không đúng lúc này làm dạ lăng hàn không vui. Nhưng vì kỷ nhiên kêu hắn nghe điện thoại đi, nên hắn đành bất mãn nhấc máy. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia sốt ruột báo cáo. Dạ thiếu, xảy ra chuyện rồi. Thiếu phu nhân chảy máu rồi. Thiếu phu nhân bị ngã. Bác sĩ nói có khả năng xảy thai. Dạ thiếu, ngài mau tới đây đi. Những lời vừa nói ra như một gáo nước lạnh trực tiếp dội thẳng lên người Kỳ Nhiên, không không tin mà mở chừng hai mắt nhìn về phía Dạ Lăng Hàn, Cam Duệ mang thai rồi. Đêm tân hôn, chồng của bạn lại đi chăm sóc cho người tình và đứa con sắp sinh của bọn họ bỏ lại bạn giữa kỳ phát tình. Thì bạn sẽ làm gì? Dạ Lăng Hàn nhận được tin báo Cam Duệ động thai, tình hình có vẻ không được khả quan liền mặc kệ Kỳ Nhiên đang phát tình trên giường muốn chạy tới bệnh viện. Hắn dặn dò trợ lý, mời bác sĩ tốt nhất tới để chữa trị cho Cam Duệ. Dạ Lăng Hàn rất coi trọng đứa trẻ trong bụng Cam Duệ, bởi hắn biết chỉ cần có người thừa kế thì hắn mới có thể cho Kỳ Nhiên một tương lai được công khai ngoài ánh sáng. Kỳ Nhiên thẫn thờ nhìn Dạ Lăng Hàn sốt ruột nghe điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy dạ lăng hàn lo lắng cho một người đến vậy. Nhưng người đó lại không phải là cậu. Kỳ nhiên nở nụ cười tự diễu vừa cười nước mắt vừa rơi. Mười phút trước cậu còn cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Vậy mà hiện giờ, chồng của cậu đã chạy đi chăm sóc cho người tình rồi. Nhưng khi nghĩ tới tờ hôn thú kia, kỳ nhiên đột nhiên nhận ra bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp. Cuộc hôn nhân mà cậu mong mỏi bao lâu nay đã thành sự thật rồi. Cậu không cho phép dạ lăng hàn tùy ý đối đãi, với cuộc hôn nhân của bọn họ như vậy nghĩ đến đây kỳ nhiên lảo đảo bước xuống giường kéo lấy cánh tay đang lấy khóa xe của dạ lăng hàn cậu lên tiếng kêu hắn ta đừng đi dạ lăng hàn lên tiếng dỗ dành cam duệ bị ngã hiện giờ có khả năng đứa nhỏ không ổn bây giờ anh phải qua đó xem tối nay em ngủ một mình được không kỳ nhiên hoảng hốt mấp máy môi con của anh dạ lăng hàn biết cậu hiểu lầm nhưng hiện giờ thời gian gấp rút hắn không thể giải thích rõ ràng cho kỳ nhiên được chuyện này không như em nghĩ đợi anh về sẽ giải thích mọi chuyện với em vừa nói hắn vừa gặt tay kỳ nhiên ra kỳ nhiên nhìn bóng lưng rời đi của dạ lăng hàn cậu không cam lòng vì sao đã là chồng của cậu rồi mà lại cậu lớn tiếng nói dạ lăng hàn em còn đang trong kỳ mẫn cảm bàn tay nắm trên cánh cửa của dạ lăng hàn khựng lại nhưng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ là mấu chốt để cuộc hôn nhân của hắn và kỳ nhiên được duy trì hắn không thể để mất nó được khó khăn lắm hắn mới có thể cùng kỳ nhiên kết hôn hắn không thể để chuyện kia phá hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ cuối cùng dạ lăng hàn vẫn mở cửa rời đi trước khi đi còn nhịn xuống xúc động trong lòng nhắc nhở cậu chuyện phân chia cao thấp nặng nhẹ chỉ là kỳ mẫn cảm thôi em nhịn chút là qua rồi nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mắt kỳ nhiên sững sờ đứng tại chỗ hồi lâu nhịn chút sao dạ lăng hàn có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cậu kỳ nhiên cảm thấy bản thân giống như bị dạ lăng hàn chơi đùa hết lần này tới lần khác hắn đẩy cậu vào tuyệt vọng, rồi lại vớt cậu lên, cho cậu hy vọng. Nhưng cứ mỗi khi Kỳ Nhiên thử dũng cảm một lần tin tưởng hắn, thì vòng lặp kia lại lặp lại. Đã bao nhiêu lần rồi, vì sao cậu vẫn trầm luân trong thứ gọi là tình yêu của Dạ Lăng Hàn mà không thể rút ra? Kỳ Nhiên vươn tay tự tát lên mặt mình. Kỳ Nhiên, mày đúng là thứ đê tiện hèn mọn. Rốt cuộc còn định ngây thơ đến bao giờ? Dạ Lăng Hàn chẳng hề yêu mày. Kỳ Nhiên liên tục tự tát vào mặt mình âm thanh chát chúa trong căn biệt thự lạnh lẽo càng như đang đâm vào trái tim kỳ nhiên. Dạ lăng hàn không yêu cậu, dù chỉ một chút, nếu không sao hắn ta lại đánh dấu cam duệ, để cậu ta mang thai, còn bỏ lại cậu trong kỳ mẫn cảm. kỳ nhiên tự đánh đến khi hai má sưng lên, cậu nhắc nhở bản thân hãy tỉnh lại đi, bên trong bệnh viện phụ sản. Cam Duệ suy yếu trên giường bệnh nghe bác sĩ báo lại tình hình không khả quan của đứa trẻ. Bác sĩ được Cam Duệ lựa chọn là một alpha tên ngu ngạn. Vì nguyên nhân kỹ thuật, cộng thêm trung tình năm đó, dùng không phải quá khỏe mạnh nên ngài mới cần tiếp nhận điều trị sớm như vậy. Nghe vậy Cam Duệ nhăn mày. Tôi mặc kệ dùng cách gì, nhất định phải giữ được nó. Ngô ngạn nghe vậy liền căng thẳng đẩy kính. Chuyện này tôi nhất định sẽ cố hết sức. Hiện tại có một cách nhưng có phần nguy hiểm. Đó chính là dùng máu của Alpha để an ủi Omega mang thai. Giúp cơ thể ổn định. Nghe vậy Cam Duệ trột dạ hỏi. Nếu như vậy dạ lăng hàn có phát hiện không phải con của anh ta không? bác sĩ lên tiếng chấn an. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng theo lý sẽ không đáng ngại. Bởi giữa người thân có rất nhiều tổ hợp gen tương đồng. Vậy nên dùng máu của dạ lăng hàn sẽ không xảy ra phản ứng bài xích. Ngô ngạn vươn tay vỗ vai cam Duệ nói tiếp. Hơn nữa cách thời gian sinh còn 8 tháng. Lúc đó chắc hẳn kế hoạch của cam thiếu đã hoàn thành rồi. Nghe vậy cam Duệ liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy. Đến lúc đó, dạ da dạ cũng là vật trong túi của cậu ta. kỳ nhiên cuối cùng cũng đồng ý cho dạ lăng hàn đánh dấu cậu mãi mãi những tưởng rằng cuộc sống về sau sẽ viên mãn bên người mình yêu nào ngờ giữa đêm tân hôn lại biết được tin người vừa trở thành chồng của cậu lại có con với người khác không những vậy đêm tân hôn còn bị bỏ lại một mình lúc này ngoài trời đang đổ mưa lớn sấm chớp từng đợt từng đợt sẽ toạc màn đêm bên trong căn phòng tân hôn một mình kỳ nhiên đau đớn chống chọi với kỳ phát tình kỳ nhiên ý thức mơ hồ nằm trên giường cả người khô nóng khó chịu trong lúc thần trí không rõ ràng, cậu nghe thấy tiếng dạ lăng hàn thủ thì bên tai. Nhiên nhiên, ở bên cạnh anh, anh sẽ để em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Người đàn ông kia quỳ một chân xuống đất, nắm lấy bàn tay cậu hứa hẹn. Sau này chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ trở thành nửa kia danh chính ngôn thuận của anh. Em là người duy nhất trên thế giới của anh. Người đàn ông kia muốn cậu từ một alpha biến thành omega. Lấy đó làm lý do để bọn họ có thể ở bên nhau. Kỳ nhiên phản kháng trong vô lực. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sau khi đã đạt được mọi thứ của cậu, lấy đi lòng tin của cậu. Biến cậu thành Omega. Con người từng nói những lời ngọt ngào kia lại lật mặt. Kỳ nhiên em tính là cái gì? Trong mắt tôi em chẳng qua là món đồ chơi thôi. Sự khó chịu trong lòng cùng cơn phát tình như thủy triều cuốn lấy kỳ nhiên. Cậu vô vọng dãy ruộng. Muốn dùng cơn đau để lấy lại chút lý trí. Kỳ nhiên như con thiêu thân điên cuồng đập vào thành giường. Máu tươi từ trên trán chảy ra, cậu vẫn như không biết đau mà tự làm bản thân bị thương bên ngoài cánh cửa. Một người giúp việc nhận ra có điều không ổn muốn vào kiểm tra. Nhưng chỉ mới vừa chạm tay vào tay nắm cửa đã bị người khác cản lại. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nhiều chuyện. Người nữ giúp việc kia có phần lo lắng nói. Thiếu phu nhân hình như rất khó chịu. Tôi đi đưa thuốc ức chế dạ thiếu để lại cho ngày ấy. Nghe vậy người kia tỏ ra khinh thường nói. Dạ thiếu vốn không thích anh ta. Nếu không sao lại bỏ anh ta lại trong đêm tân hôn để đến tình cam thiếu ra chứ. Nữ giúp việc kia nghe được lời này liền có phần do dự nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị người kia kéo đi cô ta cho rằng dạ lăng hàn tiêm thuốc kích thích vào người kỳ nhiên sau đó rời đi là để trừng phạt cậu đồng thời cô cảm thấy kỳ nhiên đang giả bộ để nhận được sự đồng tình mà thôi cho nên tốt nhất cứ mặc kệ cậu như vậy là được bên trong căn phòng trên giường trên cạnh tủ tất cả đều vương vãi vết máu của kỳ nhiên lúc này kỳ nhiên đang ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo tự ôm lấy chính mình cậu đã không chịu nổi nữa rồi nhưng mặc kệ cậu cầu xin thế nào cũng không có một ai đáp lại. Kỳ Nhiên yếu ớt vịn vào tường để đứng dậy. Cậu loạng choạng bước xuống cầu thang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng còn chưa đi được vài bước, trước mặt đã tối sầm, khung cảnh dưới chân trở nên mơ hồ. Kỳ Nhiên cứ thế ngã xuống cầu thang, hôn mê bất tỉnh. Bên trong bệnh viện, Cam Duệ đang giải thích với Dạ Lăng Hàn về lý do bản thân bị ngã. Dạ Lăng Hàn cũng lười nghe, chỉ nhắc nhở Cam Duệ cẩn thận hơn. Không biết vì sao, hắn ta cảm thấy bất an vô cùng, lẽ nào kỳ nhiên xảy ra chuyện rồi sao? Thấy dạ lăng hàn mất tập trung liên tục nhìn đồng hồ. Cam Duệ có phần oán giận nghĩ, vừa đến đã muốn đi. Lẽ nào dạ lăng hàn không muốn ở bên cạnh cậu ta đến vậy sao? Nghĩ vậy cậu ta liền đem chuyện đã bàn bạc với bác sĩ ra, để giữ chân dạ lăng hàn ở lại. Hơn ai hết cậu ta biết đứa nhỏ này vô cùng quan trọng với dạ lăng hàn. Cam Duệ nắm lấy tay dạ lăng hàn. Dạ thiếu, gần đây ngài có thể ở cạnh tôi không? bác sĩ nói thời gian đầu cần alpha ở bên cạnh như vậy nó mới khỏe mạnh được mặc dù chán ghét nhưng hiện giờ dạ lăng hàn phải đợi người thừa kế của dạ ra ra đời để cha hắn không ngăn cản chuyện của hắn và kỳ nhiên nữa dạ lăng hàn nhịn xuống ghét bỏ đặt tay lên vai cam duệ đảm bảo tôi sẽ thường xuyên trở về thăm cậu nhưng hôm nay thực sự có chuyện gấp để người giúp việc chăm sóc cậu là được rồi dứt lời dạ lăng hàn liền đứng dậy cam duệ tỏ ra yếu ớt níu kéo anh muốn đi đâu ít nhất nói với tôi nghe vậy dạ lăng hàn không kiên nhẫn nhắc nhở chuyện của tôi từ khi nào tới lượt cậu hỏi quản tốt bản thân đi chuyện hôm nay đừng để xảy ra lần thứ hai nếu người thừa kế có chuyện cậu đừng hòng sống yên nói xong hắn trực tiếp đẩy cửa ra ngoài dạ lăng hàn còn chưa đi được bao xa đã đụng phải hai người hắn không muốn gặp nhất không biết là ai báo tin cha mẹ của dạ lăng hàn cũng đã đuổi tới bệnh viện vừa trông thấy hắn muốn rời đi mẹ của hắn đoàn dịch chân đã lên tiếng trách móc cam duệ suýt xảy thai con biết không mang thai là chuyện lớn sao con không nói trước với người trong nhà dạ lăng hàn qua loa giải thích chuyện của cậu ta con cũng vừa biết không lâu sau này sẽ chú ý thấy hắn muốn đi đoàn dịch chân liền đẩy dạ lăng hàn quay trở về phòng bệnh mau lên ngoan ngoãn ở bên cam duệ vừa trông thấy mẹ dạ lăng hàn tới cam duệ liền bày ra bộ dạng cam chịu hiền huệ nói bác gái dạ thiếu có việc thì để anh ấy đi làm đi đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng con không sao quả nhiên một màn trà xanh này đã lấy lòng được dạ phu nhân bà đẩy dạ lăng hàn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh mặc kệ có chuyện gì để sau xử lý đợi tiểu duệ ngủ rồi con mới được rời khỏi phòng bệnh dặn dò con trai xong bà quay qua nói với cam duệ nó có thể có chuyện gì cả ngày chỉ biết chạy lung tung không có gì quan trọng bằng con dạ lăng hàn không kiên nhẫn nhưng có mẹ của hắn ở đây hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý cuối cùng dạ lăng hàn ngồi đợi trong phòng bệnh tới khi trời sáng tưởng rằng bản thân có thể trở về rồi, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa, đã nhận được một cái bạt tai. Mày cái thằng nghịch tử này, vậy mà giấu cha mẹ đăng ký kết hôn với Kỳ Nhiên. Mày điên rồi sao? Đến cuối cùng, Kỳ Nhiên cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Cậu chỉ biết bật cười, bật cười trước tình cảm thương hại mà Dạ Lăng Hàn dành cho cậu, bật cười trước sự vô liêm sỉ của hắn. Được cười thay bọn họ mới kết hôn một ngày. Dạ Lăng Hàn đã muốn cậu trở thành người chăm sóc cho Cam Duệ, và đứa con của hắn ta. Phần trước nói tới, sau một đêm canh chừng trên giường bệnh, Dạ Lăng Hàn cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây để trở về với kỳ nhiên. Nào ngờ vừa bước ra ngoài đã bị một cái tát trời giáng đánh vào mặt. Cha của hắn mang theo lửa giận ngút trời chất vấn hắn về chuyện đăng ký kết hôn. Dạ Lăng Hàn tỏ ra thản nhiên thừa nhận. Quả thật con đã đăng ký kết hôn với kỳ nhiên. Nhưng bà cũng không cần kích động như vậy. Thái độ này của hắn như chút thêm dầu vào lửa. Dạ lão gia càng thêm giận, chỉ trích Kỷ Nhiên thân phận thấp kém, không xứng trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Dạ. Nghe Kỷ Nhiên bị mắng, Dạ Lăng Hàn không vui lên tiếng nhắc nhở Dạ lão gia, mặc kệ mọi người có tiêu chuẩn như thế nào đối với thiếu phu nhân nhà họ Dạ, thì trong lòng hắn cũng chỉ có một người vợ duy nhất là Kỷ Nhiên. Ngay từ đầu cha mẹ của Dạ Lăng Hàn cũng không phản đối chuyện hắn ta chơi đùa bên ngoài, nhưng trước mắt Cam Duệ đang mang thai rồi sức khỏe của người thừa kế là thứ ông ta coi trọng nhất. Nào ngờ dạ lăng hàn dám to gan như vậy. Dám kết hôn với kỳ nhiên sau lưng bọn họ. Dạ lăng hàn cũng chẳng ngại nói thẳng. Hắn ta và cam duệ đến với nhau cũng chỉ vì mỗi người có lợi ích riêng. Căn bản chẳng phải vì tình cảm. Hắn ta chỉ nể tình đứa nhỏ. Nên chấp nhận làm tròn trách nhiệm của một người cha mà thôi. Hắn không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ. Hiện giờ con không thể cứ tốn thời gian trên người cam duệ tối qua dù sao cũng là đêm tân hôn của con và kỷ nhiên dứt lời hắn liền trực tiếp đi thẳng dạ lão gia lớn tiếng nhắc nhở tin tức mày và kỷ nhiên kết hôn nếu như bị lộ ra ngoài thì mặt mũi dạ ra để đi đâu dạ lăng hàn cũng chẳng thèm quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp đã biết kỷ hắn trở về biệt thự thì trông thấy kỷ nhiên người đầy vết thương đang ngồi trên sofa thấy vậy dạ lăng hàn bước tới quan tâm hỏi sao lại bị thương thành như vậy dạ lăng hàn ngồi xuống sofa Ôm lấy kỳ nhiên. Hắn vừa định lên tiếng giải thích chuyện đêm qua. Thì kỳ nhiên đã cướp lời. Cậu nghiêm túc nhìn về phía dạ lăng hàn. Ánh mắt nguội lạnh như cho tàn nói. Dạ lăng hàn. Chúng ta ly hôn đi. Dạ lăng hàn như không tin vào tay mình. Sững sờ nhìn kỳ nhiên. Em nói cái gì? Dạ lăng hàn thậm chí còn cho rằng do bản thân cả đêm không ngủ nên sinh ra ảo giác rồi. Kỳ nhiên vừa nói muốn ly hôn sao? Kỳ nhiên trịnh trọng nhắc lại. Tôi nói chúng ta ly hôn. Những ngày tháng như thế này, một ngày tôi cũng không muốn trải qua. Bàn tay của dạ lăng hàn đặt trên vai kỳ nhiêu siết chặt. Hắn không cho phép. Chuyện này xảy ra. Dạ lăng hàn lớn tiếng nói. Em đang quậy cái gì? Chúng ta mới vừa kết hôn được một ngày. Chuyện tối qua anh có thể giải thích. Em có cần phải vậy không? Nghe được những lời này, kỳ nhiên nhách môi cười tự diễu. Rốt cuộc sao anh có thể lý lẽ hùng hồn mà nói ra những lời này? Lẽ nào trong mắt anh, hôn nhân chỉ là trò trẻ con thôi sao? kết hôn với một người có con với một người khác cậu dùng sức đẩy dạ lăng hàn ra chúng ta kết hôn rồi lẽ nào sau khi kết hôn không nên có sự trung thành với đối phương sao nói xong kỳ nhiên liền đứng dậy muốn rời đi dạ lăng hàn sốt ruột túm lấy cánh tay kỳ nhiên giải thích anh cũng không chạm vào cậu ta chẳng qua là cần phải có người thừa kế để chặn miệng ba anh kỳ nhiên lười nghe những lời này của hắn cậu hất tay dạ lăng hàn ra nào ngờ dạ lăng hàn không chịu từ bỏ hắn ôm lấy kỳ nhiên từ phía sau lưng. Anh làm như vậy còn không phải là vì em à. Ra thế bối cảnh của em khiến em không thể vào nổi cửa dạ ra. Anh đã cố gắng bù đắp cho em rồi. Sao em không cảm kích? Kỳ nhiên không ngờ dạ lăng hàn có thể thốt ra những lời khốn nạn như vậy. Nhưng những lời tiếp theo của hắn ta, làm cậu sững sờ tại chỗ. Nếu em cứ muốn ngỗ nghịch chống đối anh, không tiếp nhận đứa nhỏ kia, thì sẽ mày mòn hết sự thương hại của anh đối với em. Thương hại sao? kỳ nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người không dám tin hỏi lại anh kết hôn với tôi chỉ vì thương hại dạ lăng hàn tức giận nghiến răng đáp nếu không phải thì sao rốt cuộc em có điểm nào khiến anh không rời xa được chứ nghe được lời khẳng định này kỳ nhiên không biết nên dùng từ ngữ nào để trả lời hắn cậu bật cười tự diễu vì yêu dạ lăng hàn cậu mang đầy thương tích nhưng cậu vẫn mang hy vọng về đoạn tình cảm này cho rằng hắn ta bằng lòng kết hôn với cậu là gì có chút tình cảm nhưng đúng là nực cười. Kỳ Nhiên cười đến run rẩy, miệng cười nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào cả. Mọi thứ nên kết thúc rồi. Cuối cùng Kỳ Nhiên lên tiếng nói, "Tôi không cần sự thương hại của anh, cũng không miễn cưỡng anh ở bên tôi. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Có lẽ bọn họ là cặp vợ chồng có khoảng thời gian hôn nhân ngắn nhất nhỉ? Hôm trước lĩnh chứng, hôm sau đã ly hôn." Dạ Lăng Hàn còn cho rằng Kỳ Nhiên muốn làm loạn. Chuyện kết hôn không phải muốn kết là kết muốn ly là ly. Lẽ nào do hắn đối xử tốt với cậu quá, nên cậu không kiêng dè mà muốn làm càn. Kỷ nhiên không muốn đôi có vấn đề này với hắn. Cho anh thời gian một ngày suy nghĩ. 8 giờ sáng mai, gặp ở cục dân chính. Nói xong cậu liền quay người rời đi. Hai mắt dạ lăng hàn đổ ngầu. Sao kỷ nhiên dám? Dạ lăng hàn nào dễ dàng buông tha cho kỷ nhiên như vậy? Hắn muốn đem kỷ nhiên về dạ ra. Muốn kỷ nhiên chăm sóc cho cam duệ kỳ nhiên cảm thấy không hiểu nổi lý lẽ nực cười này của dạ lăng hàn nữa rồi. Hắn không hiểu tiếng người sao. Dạ lăng hàn tiếp tục nói. Không phải em cảm thấy cuộc hôn nhân này không có danh phận. Tôi không cho em vào cửa nhà họ dạ sao. Gần đây sức khỏe cam duệ không tốt. Đây là cơ hội để em thể hiện. Đợi chuyện người thừa kế của giải quyết. Thì em có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiếu phu nhân của dạ gia. Kỳ nhiên trực tiếp gạt tay dạ lăng hàn ra. Không cần phiền phức như vậy. Đợi chúng ta ly hôn anh và cam duệ kết hôn con của anh tự anh nuôi tôi không có thói quen đi nuôi con người khác cậu xoay người bước lên cầu thang đảm bảo với dạ lăng hàn sẽ không cản trở cuộc hôn nhân của hắn cũng sẽ trực tiếp biến mất khỏi cuộc đời hắn dạ lăng hàn không cam tâm hắn cho rằng bản thân vì kỳ nhiên mà làm nhiều như vậy vì cậu mà gánh bao nhiêu áp lực vì để cậu có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ dạ mà làm mọi chuyện vậy mà kỳ nhiên lại dùng thái độ khinh thường này để đáp lại hắn sao Dạ Lăng Hàn nhanh chân bước theo Kỷ Nhiên lên cầu thang, không chịu từ bỏ nói, cách lạt mềm buộc chặt nay em làm nhiều rồi, còn chưa chán hả? Kỷ Nhiên liếc nhìn hắn, cậu không muốn giải thích thêm nữa. Tùy hắn ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng chuyện ly hôn kia, chắc chắn cậu sẽ làm. tình yêu mà dạ lăng hàn dành cho kỳ nhiên là gì là dùng bạn bè để ép cậu nghe lời là dẫn cậu về dạ gia để nghe cha mẹ hắn sỉ nhục là muốn kỳ nhiên chăm sóc cho vị hôn thê và đứa con đổ vỏ của hắn dạ lăng hàn cho rằng bản thân làm như vậy là cao thượng dùng lý do hắn làm tất cả là vì kỳ nhiên để bao biện nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hỏi xem điều kỳ nhiên muốn là gì sau khi kỳ nhiên kiên quyết muốn ly hôn dạ lăng hàn không nhịn nổi lửa giận trực tiếp đẩy ngã cậu xuống đất mặc kệ kỳ nhiên còn đang thương tích đầy mình dạ lăng hàn không chút nương tay bóp lấy cổ cậu đe dọa thành thật một chút kỳ nhiên còn muốn chống cự nhưng dạ lăng hàn đã lên tiếng uy hiếp ngoan ngoãn đi theo con đường mà tôi đã sắp xếp cho em tôi biết em không để ý chuyện sống chết của bản thân nhưng đừng có quên đối với tôi mà nói giết chết thịnh duy thanh và hạ nguyên đán dễ như bóp nát một con kiến kỳ nhiên run rẩy mà nhìn hắn cho dù cậu không quan tâm đến bản thân cũng mặc kệ người nhà nhưng cậu tuyệt đối không thể để bạn bè vì cậu mà đối diện với nguy hiểm. Kỳ Nhiên siết chặt nắm đấm, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Dạ Lăng Hàn vươn tay vỗ nhẹ lên má Kỳ Nhiên nhắc nhở, "Chúng ta đã kết hôn rồi, em ngoan một chút, đừng có chọc giận tôi. Những thứ thuộc về em tôi đều sẽ cho em." Nhìn bộ dạng cả người đầy vết thương mà còn ngang bướng này của Kỳ Nhiên, Dạ Lăng Hàn lại nổi lên xúc động với cậu. Hắn cảm thấy cơ thể của Kỳ Nhiên có sức hấp dẫn vô cùng lớn khiến hắn không nhịn được mà muốn ôm lấy cậu muốn hôn cậu dạ lăng hàn vươn tay vuốt ve cần cổ kỳ nhiên cuối cùng không khống chế được mà ôm chặt kỳ nhiên vào lòng nếu có thể hắn thực sự muốn đánh dấu cậu ngay lúc này để cậu mãi mãi thuộc về một mình hắn nhưng hiện giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm dạ lăng hàn lên tiếng đảm bảo nhiên nhiên tôi sẽ rất nhanh đánh dấu em chúng ta sẽ có tương lai của riêng mình đợi đứa trẻ được sinh ra người của dạ gia chắc chắn sẽ công nhận em vậy nên nghe tôi, trước tiên trở về nhà chính của dạ gia. Chăm sóc cam duệ, ít nhất ở trước mặt cha mẹ tôi thể hiện một chút. Bọn họ chắc chắn sẽ chấp nhận em. Kỳ nhiên nghiến chặt răng, không trả lời hắn. Rất nhanh, dạ lăng hàn đã đưa kỳ nhiên trở về nhà họ dạ. Trước khi vào cửa hắn còn dặn dò. Ở nhà ngoan một chút, đừng cãi lời người lớn trong nhà. Có anh ở đây, không để bọn họ làm khó em đâu. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã nghe tiếng nói tức giận của dạ lão gia vang lên. Ai cho phép mày đem nó trở về?" Dạ lão gia khinh thường từ trên cao nhìn về phía Kỳ Nhiên, "Loại người này không xứng bước vào cửa Dạ ra. bảo nó cút đi." Ánh mắt Kỳ Nhiên lạnh xuống, cố gắng nhịn xuống để bản thân không phát tác. Cậu bị Dạ Lăng Hàn uy hiếp, không thể cứng đối cứng được. Vậy là Kỳ Nhiên tỏ ra đáng thương mà kéo áo Dạ Lăng Hàn, nhỏ giọng nói, "Em muốn, hay là em trở về thôi?" Nhìn ánh mắt như thỏ con đáng thương bị bắt nạt này của cậu, Dạ Lăng Hàn mềm lòng rồi, không ngờ Kỳ Nhiên lại dùng ngữ điệu ỉ lại như vậy để nói chuyện với hắn. Dạ Lăng Hàn ngay lập tức vươn tay che chắn trước mặt Kỳ Nhiên, nghiêm túc nói với cha hắn, "Cha, là con đưa Nhiên Nhiên về đây." Lúc này, Cam Duệ và Dạ phu nhân cũng nghe được động tĩnh vội vàng bước ra ngoài. Dạ phu nhân không vui hỏi, "A à Hàn, sao con lại đem cậu ta về đây?" Dạ Lăng Hàn thản nhiên đáp, "Mẹ, nghĩ tới chuyện Cam Duệ mới mang thai chưa lâu, con lại không có thời gian chăm sóc." Nên để nhiên nhiên ở lại giúp con chăm sóc cậu ta và đứa bé Nghe vậy dạ phu nhân nổi giận Cậu ta là An Pha Tay con chăm sóc vị hôn thê của con Dạ lăng hàn con phát điên cái gì Dạ lăng hàn kéo tay kỳ nhiên đưa lên Hùng hồn tuyên bố Con và kỳ nhiên đã kết hôn rồi Con cũng đã tiêm thuốc chuyển đổi cho em ấy Không lâu nữa em ấy cũng biến thành Omega Nghe được những lời này Cam Duệ kinh ngạc không dám tin hỏi lại Dạ thiếu Anh và kỳ nhiên Kết hôn rồi Dạ Lăng Hàn cũng không muốn che giấu, trực tiếp khẳng định, vài ngày trước đã nhận giấy đăng ký, chuyện này còn chưa công bố ra bên ngoài. Cam Duệ tỏ ra đáng thương nhìn về phía Dạ Lăng Hàn hỏi, "Vậy hôn ước của chúng ta?" Chưa nói hết câu, cậu ta lại hướng chú ý về phía Dạ phu nhân. Nước mắt ngắn nước mắt dài thể hiện bản thân vô cùng hiểu chuyện nói, "Bá mẫu, con vẫn nên trở về thôi. Con không nên ở lại đây, người đang mang thai cháu nội của mình chịu ấm ức. Sao Dạ phu nhân có thể để yên?" bà an ủi cam duệ nói tiểu duệ con đừng suy nghĩ lung tung người nên đi không phải con mà là cậu ta dạ lão gia cũng đứng về phía cam duệ chỉ trích kỳ nhiên mắng kỳ nhiên là đồ mưu mô trước kia ông ta từng muốn dùng tiền để chia rẽ dạ lăng hàn và kỳ nhiên nhưng không thành con tưởng rằng cậu thật lòng thật dạ nào ngờ thứ cậu hướng tới là vị trí thiếu phu nhân nhà họ dạ thấy cha mẹ dạ lăng hàn đều đứng về phía mình trà xanh lại càng diễn sâu Cậu ta còn đem cả thanh danh của hai nhà cam dạ ra để làm cái cớ. Bá mẫu, chuyện đã như vậy, con ở lại đây nếu bị người nhìn thấy thì thanh danh của hai nhà sẽ bị ảnh hưởng, con vẫn nên đi thôi." Dạ phu nhân bị bộ dạng yếu đuối hiểu chuyện này của cậu ta làm cho đau lòng, vội vàng lên tiếng đảm bảo, "Con yên tâm, ta và bá phụ chỉ thừa nhận con là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Dạ." Nói xong, bà lại quay qua trách mắng Dạ Lăng Hàn, "Cái tên hỗn láo này, con còn không mau khuyên tiểu duệ nó là công thần của nhà họ Dạ, sao con lại đối xử với nó như vậy? Bà kéo Dạ Lăng Hàn tới trước mặt Cam Duệ, muốn đòi lại công bằng cho cậu ta. Dạ Lăng Hàn cũng không muốn Cam Duệ đi, người thừa kế mà hắn cần còn đang ở trong bụng cậu ta kia kìa, không ai đuổi cậu đi cả. Kỳ Nhiên không phải người nhỏ nhen, sau này cần gì cứ đến tìm em ấy. Nhưng Dạ Lão ra đâu thể để yên chuyện này? Ông ta hùng hổ bước tới trước mặt Kỳ Nhiên, ra lệnh chuyện kết hôn của các người không được công bố ra ngoài trước khi người thừa kế được sinh ra. Thành thật một chút cho ta. Dạ Lăng Hàn đang ở chỗ Cam Duệ nhanh chóng bước tới chắn trước mặt Kỷ Nhiên, lên tiếng đảm bảo, "Con biết rồi, chuyện kết hôn, con cũng không có ý định công bố." Nghe được những lời này, ánh mắt Kỷ Nhiên trầm xuống, nhưng Dạ Lăng Hàn lại coi như chẳng phải chuyện gì lớn cả, còn thản nhiên hỏi cậu, "Nhiên Nhiên, anh nghĩ chắc em không để bụng đâu nhỉ?" Kỷ Nhiên nở nụ cười, vô cùng thuận theo nói, không sao nghe theo sự sắp xếp của anh dạ lăng hàn hài lòng nắm lấy tay cậu sau đó nói với cha mẹ hắn cha mẹ mọi người xem kỳ nhiên không để ý chuyện này của sắp xếp như vậy đi dạ lão gia còn muốn nói thêm vài cậu nhưng dạ lăng hàn lười nghe trực tiếp nắm tay kỳ nhiên lên lầu thấy hắn đi rồi cam duệ lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương để lôi kéo sự thương hại của cha mẹ dạ là con không tốt không đủ ưu tú không thể làm dạ thiếu hài lòng dạ phu nhân bị một màn này làm dân đau lòng chết đi được bà một bên trách con trai mình một bên đảm bảo sẽ nhanh chóng khiến dạ lăng hàn và kỳ nhiên ly hôn còn không quên mắng kỳ nhiên là đồ tham tâm vọng tưởng không xứng với nhà bọn họ thật sự tò mò khi biết đứa con trong bụng cam duệ không phải của dạ lăng hàn thì cha mẹ của hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây cam duệ ôm lấy dạ phu nhân trong lòng âm thầm tính toán cậu ta không ngờ dạ lăng hàn thực sự kết hôn với kỳ nhiên chuyện này làm kế hoạch của cậu ta loạn hết cả lên. Vậy trước khi kỳ nhiên ngang hàng với cậu ta, thì phải giải quyết sạch sẽ. Kỳ nhiên phản kích, không còn bộ dạng nhún nhường chịu đựng khi xưa nữa rồi. Sau khi dạ lăng hàn đưa kỳ nhiên về nhà chính nhà họ dạ, bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng căng thẳng. Cũng phải, để vợ và vị hôn thê đang mang thai ở cùng một nhà. Sao có thể sóng yên biển lặng? Trên bàn ăn xa hoa chia làm hai thế giới. Bên này, dạ lăng hàn vui vẻ chuẩn bị một bàn đồ ăn toàn món kỳ nhiên thích. Còn vô cùng tỉ mỉ quan tâm dỗ dành cậu ăn. Dạ lăng hàn nhìn kỳ nhiên đến nghiện. Qua bộ lọc của hắn, kỳ nhiên ngoan ngoãn phồng má ăn đồ ăn mà hắn đút cho. Dạ lăng hàn cảm thấy chỉ cần có kỳ nhiên ở bên cạnh, thì hắn liền yên tâm đến lạ. Chỉ cần nhìn cậu ăn thôi cũng thấy vui mà ở thế giới còn lại. Dạ lão gia, dạ phu nhân và cam duệ đều tức giận không có chỗ phát tác. Rốt cuộc có muốn ăn cơm không hả? Hay là tới đây để phát cơm chó? Dạ lão gia nhìn thằng con trai quý giá của mình đang vây quanh hết bón đồ ăn lại lau miệng cho kỷ nhiên, mà nghiến răng nghiến lợi. Ông ta cảm thấy dạ lăng hàn bị một kẻ thấp hèn, như kỷ nhiên mê hoặc tới xoay vòng vòng. Chẳng còn chút nào giống người thừa kế của nhà họ dạ. Cuối cùng ông ta không nhịn nổi nữa. Tức giận đứng dậy rời đi. Dạ Lăng Hàn lúc này nào có để ý tới ánh mắt ai oán của cha hắn. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất Kỳ Nhiên mà thôi. Khi Kỳ Nhiên không ngang bướng chống đối tình cách rời xa hắn thì thật là đáng yêu. Dạ lão gia nhìn Kỳ Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng. Ông ta luôn thắc mắc, rốt cuộc mị lực của Kỳ Nhiên lớn đến mức nào? Quyến rũ được Dạ Lăng Hàn mê đắm đến mắc mặc kệ tất cả, chống đối cha mẹ, nhưng ông ta nào có biết, những chuyện bị ổi mà Dạ Lăng Hàn đã làm để ép Kỳ Nhiên ở bên cạnh hắn. Thấy Dạ lão gia rời đi, cam duệ cũng ôm bụng đứng dậy muốn về phòng nghỉ ngơi thấy cậu ta không khỏe sự ghét bỏ mà dạ phu nhân dành cho kỳ nhiên lại tăng lên vài phần sau cùng bà cũng đứng dậy đưa cam duệ lên lầu trong phòng ăn chỉ còn lại kỳ nhiên và dạ lăng hàn dạ lăng hàn vươn tay xoa đầu kỳ nhiên dặn dò nhiên nhiên ngày mai anh đi công tác em ở nhà chú ý một chút đừng làm cha mẹ anh không vui anh nghĩ bọn họ cũng không làm khó em đâu ngoan ngoãn chờ anh về nghe được những lời này Kỳ Nhiên chỉ nhếch môi cười lạnh. Buổi sáng ngày hôm sau, Kỳ Nhiên vừa từ trên lầu bước xuống đã bị một chén trà bất ngờ ném trúng. Thật may cậu kịp thời phản ứng mà né được. Chủ nhân của chén trà kia không ai khác chính là Dạ lão gia. Vừa trông thấy cậu, ông ta đã lớn tiếng mắng, "Kỳ Nhiên, cậu cho rằng có Dạ Lăng Hàn bảo vệ là có thể không coi tôi ra gì?" Kỳ Nhiên không hiểu những lời này của ông ta là có ý gì. Dạ lão gia còn cho rằng Kỳ Nhiên giả ngốc, ông ta đằng đằng sát khí ném tờ báo trong tay về phía Kỳ Nhiên, cậu mở to mắt ra xem cho rõ chuyện này nếu không cho tôi lý do hợp lý thì cút kỳ nhiên nhìn tiêu đề nổi bật trên trang nhất tờ báo người thừa kế dạ gia dạ đã kết hôn đối phương không phải vị hôn thê mà là bạn trai cũ trên báo còn đăng tải bức hình kỳ nhiên được dạ lăng hàn dẫn vào cửa lớn nhà họ dạ kỳ nhiên sững người vì sao tin tức cậu và dạ lăng hàn kết hôn lại bị truyền ra ngoài là kẻ nào làm chuyện này có lợi cho ai thấy kỳ nhiên không đáp, dạ lão gia càng chắc chắn chuyện này là do kỳ nhiên làm, để âm mưu trở thành thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ dạ. Sau khi hồi thần, kỳ nhiên nhàn nhạt đáp, chuyện này không liên quan đến tôi. Nhưng dạ lão gia chỉ cho rằng đó là những lời giả biện. Ông chỉ về phía kỳ nhiên cảnh cáo. Tôi nói cho cậu biết dạ gia tuyệt đối không chấp nhận cậu. Đợi dạ lăng hàn trở về. Hai người lập tức đến cục dân chính ly hôn. Dạ lão gia tưởng rằng kỳ nhiên sẽ bị những lời này dọa sợ, nào ngờ những lời tiếp theo của kỷ nhiên lại nằm ngoài dự liệu của ông ta dạ tiên sinh vậy phiền ngài dùng quyền lực của bản thân ngay lúc này giải trừ quan hệ hôn nhân của tôi và dạ lăng hàn dạ lão gia sững sờ không kịp phản ứng kỷ nhiên tiếp tục nói không được sao vậy tôi nói cho các vị biết một chuyện nếu không phải hắn ta lấy bạn bè của tôi ra để uy hiếp tôi thì tôi đã sớm rời khỏi bắc thành không phải tôi cuốn lấy hắn không buông mà là con trai của ông không buông tha cho tôi nói xong kỳ nhiên trực tiếp đem tờ báo trong tay ném về phía dạ lão gia kết quả một màn này vừa hay bị dạ phu nhân và trà xanh thấy được bà ta hiển nhiên cho rằng mọi chuyện là lỗi của kỳ nhiên là cậu đem tin tức truyền ra ngoài để ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ dạ kỳ nhiên lạnh lùng liếc nhìn dạ phu nhân nhà các vị tôi chưa từng muốn bước vào kết quả lời này trực tiếp làm bà ta nổi giận mày còn dám cãi lại vừa nói bà ta vừa vung tay về phía kỳ nhiên kỳ nhiên nhẹ nhàng đỡ được cái tát này cậu hất tay một cái cả người dạ phu nhân đã lảo đảo suýt ngã cam duệ tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đỡ lấy bà nhìn cam duệ ngoan ngoãn quan tâm mình sự ghét bỏ mà dạ phu nhân dành cho kỳ nhiên càng tăng lên bà ta mở miệng liền mắng kỳ nhiên là đồ lòng dạ thâm độc hại bà ta đụng vào bụng cam duệ những lời nói ngu ngốc này làm kỳ nhiên không nhịn nổi mà bật cười bà đánh tôi lẽ nào tôi không được tự vệ Dạ Lăng Hàn vừa bước chân ra khỏi nhà họ Dạ, Cam Duệ đã không nhịn nổi muốn ra tay hãm hại Kỳ Nhiên rồi. Cậu ta nhân lúc Kỳ Nhiên phát tình, sai người tìm An Pha tới muốn bọn chúng đánh dấu cậu. Phần trước nói tới, cuối cùng Kỳ Nhiên không nhẫn nhịn nữa, quyết định phản kháng. Nhưng cậu thân cô thế cô ở trong Dạ gia, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dạ phu nhân tức giận mắng Kỳ Nhiên tâm cơ, cố ý đẩy bà ngã vào người Cam Duệ. Lúc này Cam Duệ cũng ra vẻ hiểu chuyện, bày tỏ có lẽ kỳ nhiên quá muốn được dạ ra công nhân, mới đem tin cậu và dạ lăng hàn kết hôn thông báo ra ngoài. Lời này nghe bề ngoài thì giống như bênh vực kỳ nhiên, nhưng thực chất chẳng khác gì đổ hết tội cho cậu. Nhưng trong mắt dạ phu nhân, thì cậu ta đúng là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần không hiểu được tâm cơ của kỳ nhiên. Lại còn tốt bụng nói chuyện cho tình địch. Dạ phu nhân tức giận phát tay gọi người tới. Cái thư không có danh phận như cậu ta, phải dạy dỗ một trận. Để cậu ta biết quốc có quốc pháp ra có gia quy bà ta vừa dứt lời một nhóm vệ sĩ đã xông tới khống chế kỳ nhiên dạ phu nhân ra lệnh đánh cho ta đánh cho đến khi nào cậu ta biết nhận sai thì thôi từng đòn từng đòn nện xuống cơ thể kỳ nhiên đến khi lớp áo sơ mi nhuốm máu cơ thể đơn bạc không còn sức mà gục xuống mới dừng lại vệ sĩ lạnh lùng đem kỳ nhiên vào nhà kho nhốt lại trong căn phòng u ám tối tăm kỳ nhiên yếu ớt lầm bầm lạnh quá giữa lúc đau đớn và tuyệt vọng ấy đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một vầng sáng có ai đó đang ở phía sau ánh sáng. Kỳ Nhiên như bắt được hy vọng vươn tay về phía người kia. Đối phương cũng dịu dàng đáp lại cậu. Gương mặt ấy vừa quen lại vừa lạ. Là Dạ Lăng Hàn, nhưng là một Dạ Lăng Hàn rất khác. Người kia nở nụ cười vươn tay về phía cậu nói: "Sao còn chưa tới, ngày hẹn hò anh đợi em lâu lắm rồi đó." Kỳ Nhiên ngơ ngác nắm lấy tay người kia. "Dạ Lăng Hàn, hình như em lạc đường rồi. Tìm thế nào cũng không tìm được anh." Dạ Lăng Hàn an ủi. Đừng sợ, anh sẽ tìm được em, anh nói được sẽ làm được. Trong thế giới ảo mộng ấy, người kia kéo lấy tay dắt cậu đi. Đi nào, ngày hôm nay sắp qua rồi, còn không đi hẹn hò khả năng không kịp nữa. Nghe vậy Kỳ Nhiên cảm thấy khó hiểu hỏi lại, sao lại không kịp? Mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau, muốn hẹn hò lúc nào chẳng được. Người kia không đáp lại câu hỏi của cậu. Trong mơ màng, Kỳ Nhiên như thấy được cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Dạ Lăng Hàn ôm lấy cậu, hứa cả đời chỉ nấu ăn cho cậu sau khi ăn xong bữa sáng hai người cùng đi xem mặt trời mọc kỳ nhiên cảm thấy có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng chưa từng thấy dạ lăng hàn cười nhiều như vậy và có lẽ bản thân cậu cũng thế dạ lăng hàn lúc này đang nói ra tương lai của cậu ao ước chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bên bờ biển anh sẽ cho em một hôn lễ độc nhất vô nhị người ấy mở rộng cánh tay như lúc nào cũng chờ đợi để được ôm cậu vào lòng nhưng khi kỳ nhiên chạm vào thì mọi thứ lại như bọt nước mà tan biến sự lạnh lẽo kéo cậu về thực tại mà ở một bên khác dạ lăng hàn vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại cho kỳ nhiên hắn nhăn mày nghe tiếng nói máy móc số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được một cảm giác lo lắng đột nhiên trào lên trong lòng dạ lăng hàn bên trong dạ ra, cam duệ vốn muốn đến giờ trò với kỳ nhiên nào ngờ vừa bước tới cánh cửa căn phòng giam giữ kỳ nhiên một cỗ tin tức tố vô cùng đặc biệt từ bên trong vọt ra ngoài cam duệ mừng thầm mùi tin tức tố này cậu ta đã từng ngửi thấy ở vũ hội hôm đó đây là tin tức tố của kỳ nhiên là ông trời muốn giúp cậu ta cam duệ quay qua nói với hai người làm tìm vài vị sĩ tới đây toàn bộ đều phải là an pha cam duệ lạnh mặt nở nụ cười kỳ nhiên đến kỳ mẫn cảm rồi tôi phải giúp đỡ anh ấy kỳ nhiên phát tình cam duệ muốn nhân lúc dạ lăng hàn không ở dạ ra để dở trò với cậu trong căn phòng tối tăm tin tức tố của kỳ nhiên tỏa ra càng thêm mãnh liệt cậu vô lực nắm chặt tay vì sao vì sao lại cứ vào những lúc như thế này thì phát tình cánh cửa phòng lần nữa được mở ra kỳ nhiên mơ hồ hỏi là ai cam duệ ngược sáng nhìn về phía kỳ nhiên lúc này dạ vân bình và đoạn dịch chân đã ngủ say rồi ở nơi này dù có xảy ra chuyện gì thì trời không biết quỷ không hay Cam Duệ nhách môi cười. Cậu ta muốn xem xem, nếu kỳ nhiên bị An Pha khác đánh dấu, thì dạ lăng hàn còn cần kỳ nhiên nữa hay không? Hai tên An Pha được Cam Duệ sai người tìm tới, cũng theo lệnh trực tiếp tiến tới muốn xe áo kỳ nhiên. Kỳ nhiên hoảng hốt, dùng chút sức lực sót lại phản kháng. Nhưng hiển nhiên cơ thể của cậu lúc này không phải đối thủ của hai An Pha khỏe mạnh. Bọn chúng thấy cậu chống đối lại càng cảm thấy hứng thú. Gầy gò như vậy mà sức lực không nhẹ nhỉ. Ông đây thích kiểu hung dữ, kỳ nhiên dãy ruộ trong vô vọng. Chiếc áo cũng đã bị xé toạc, lộ ra bờ vai đơn bạc yếu ớt. Cậu điên cuồng lắc đầu, "Đừng, đừng chạm vào tôi." Cam Duệ thấy vậy cũng hài lòng rời đi. Cậu ta sai người làm tìm hai bảo tiêu khác tới trông cửa, tuyệt đối không để người bên trong chạy mất. Cậu ta mang theo cảm giác đắc thắng sải bước trở về phòng. Cho dù chuyện cậu ta hãm hại Kỳ Nhiên bị phát hiện, thì người nhà họ Dạ cũng chẳng dám làm gì đối với cậu ta cả. Cam Duệ đặt tay lên bụng, có kim bài miễn tử ở đây, cậu ta có thể yên ổn ở trong nhà họ dạ. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị một người vội vàng đụng phải. Khi trông thấy rõ đối phương là ai, Cam Duệ nhất thời không che giấu nổi sự căng thẳng trên gương mặt. Cậu ta lắp bắp hỏi, dạ, dạ thiếu, sao ngài lại trở về rồi? Dạ Lăng Hàn không muốn phí lời giải thích, trực tiếp hỏi, kỳ nhiên đâu? Cam Duệ lúng túng nắm chặt tay, tìm lý do né tránh trả lời hỏi ngược lại. Không phải ngày mai ngài mới bay về sao? Cam Duệ không dám nhìn thẳng về phía dạ Lăng Hàn cậu ta không ngờ hắn trở về sớm như vậy, lẽ nào đã nghe được tiếng gió gì rồi sao? Sớm không về muộn không về lại trở về đúng lúc Kỳ Nhiên bị người cường bạo. Nếu để Dạ Lăng Hàn phát hiện thì toàn bộ sẽ tiêu tùng. Dạ Lăng Hàn không trả lời câu hỏi của Cam Duệ, hắn nghiến răng lặp lại sao cậu không trả lời? Kỳ Nhiên đâu? Kể từ lúc không liên hệ được với Kỳ Nhiên, hắn đã cảm thấy có điều gì bất an trong lòng, sốt ruột đến mức không làm nổi chuyện gì phải lập tức trở về Dạ gia. Cam Duệ bị khí thế này dọa sợ, nhưng cậu ta vẫn cố gắng tìm cách vòng vo dạ thiếu ngày nắm đau quá em không biết kỳ thiếu ở đâu hết những lời này sao có thể qua mắt được dạ lăng hàn trên người cam duệ rõ ràng có mùi tin tức tố của kỳ nhiên vậy mà còn dám nói không biết hắn chán ghét đẩy cam duệ đang cản đường sang một bên mặc kệ cậu ta vẫn ở ở phía sau lưng ngụy biện mà trực tiếp đi thẳng về phía tỏa ra mùi tin tức tố càng đi trong lòng lại càng thêm sốt ruột cam duệ cứ ấp à ấp úng như vậy lẽ nào nhiên nhiên của hắn xảy ra chuyện rồi mùi hương trên người cam duệ chính là mùi tin tức tố trong giai đoạn mẫn cảm của kỷ nhiên hắn phải nhanh chóng tìm được cậu nếu không hậu quả thực không dám tưởng tượng vừa trông thấy dạ lăng hàn đi tới hai bảo tiêu được cam duệ phái tới canh cửa lập tức sợ hãi nhưng bọn chúng cũng không dám trái lệnh chỉ đành vươn tay chặn dạ lăng hàn lại ấp a à, ấp úng nói dạ thiếu bên trong không có người ngài gấp gáp trở về trong đêm vất vả rồi chi bằng dạ lăng hàn chỉ lạnh lùng kêu bọn chúng cút rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng cánh cửa được mở ra khung cảnh bên trong làm dạ lăng hàn sững sờ kỳ nhiên bị một tên an pha khống chế một tên khác đang chuẩn bị hành sự dạ lăng hàn không dám chậm trễ lao tới người của ta mà cũng dám chạm vào đáng chết hắn lao tới cho trực tiếp cho những tên kia một đấm rồi cởi áo khoác choàng lên người kỳ nhiên chuyện hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần sau khi đuổi những kẻ trướng mắt ra ngoài, Dạ Lăng Hàn một giây trước còn hung thần ác sát, một giây sau lại vô cùng dịu dàng ôm chặt lấy Kỳ Nhiên không ngừng xin lỗi, "Nhiên Nhiên, xin lỗi, anh tới muộn, xin lỗi." cuối cùng kỳ nhiên cũng bị dạ lăng hàn đánh dấu rồi sau khi đưa kỳ nhiên khỏi căn phòng tối tăm dơ bẩn kia dạ lăng hàn vẫn chưa hết lo lắng thật may hắn trở về kịp nếu muộn một chút nhiên nhiên của hắn sẽ bị kẻ khác bắt nạt rồi nghĩ tới đây bàn tay đang ôm lấy kỳ nhiên của dạ lăng hàn càng siết chặt hắn dịu dàng hỏi kỳ nhiên anh đưa em đi tắm rửa nhưng còn chưa đi được bao xa đã bị dạ phu nhân và cam duệ đuổi tới chặn lại không cần nói cũng biết Lý do giờ này dạ phu nhân còn xuất hiện ở đây là vì muốn nói giúp, cho cam duệ. Vừa thấy dạ lăng hàn. Bà đã lên tiếng. Ý nhiên cậu ta không tuân thủ quy tắc. Bị ta và cha con trừng phạt. Mọi chuyện không liên quan tới tiểu duệ. Con đừng giận nó. Dạ lăng hàn lười nghe bà nói. Chuyện như thế nào, hắn vừa nhìn đã biết. Dạ lăng hàn không kiên nhẫn cắt lời dạ phu nhân. Mẹ, chuyện nhiên nhiên làm sai, con không muốn nghe thêm bất cứ lần nào nữa. Hiện giờ con phải lên lâu chăm sóc cho em ấy, thấy dạ lăng hàn muốn đem một omega đang trong kỳ mẫn cảm đi. Dạ phu nhân vội vã ngăn cản. Con trai, con ngàn lần đừng hồ đồ. Nhân lúc con còn chưa đánh dấu nó, nhanh chóng ly hôn đi. Con phải kết hôn với tiểu duệ mới đúng. Kỳ nhiên căn bản không xứng với con. Nghe vậy ánh mắt dạ lăng hàn lạnh xuống. Hắn trầm giọng khẳng định. Con nói xứng là xứng. Dạ phu nhân còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng dạ lăng hàn đã trực tiếp ôm kỳ nhiên đi. Sau khi trở về phòng, hắn dịu dàng đặt cậu lên giường còn cẩn thận đắp chăn cho cậu nhiên nhiên cảm thấy thế nào rồi cả người kỳ nhiên nóng bừng gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng dạ lăng hàn lên tiếng an ủi anh gọi bác sĩ tới ngay nhưng khi hắn vừa đứng dậy muốn đi gọi bác sĩ thì bị một cánh tay vươn tới ngăn lại dạ lăng hàn bị kéo bất ngờ cả người mất thăng bằng ngã lên người kỳ nhiên giọng nói kỳ nhiên vừa yếu ớt vừa ngọt ngào nói đừng đi ngư khí run rẩy yêu kiều làm trái tim dạ lăng hàn mềm nhũn lúc này thần trí cậu đã không còn tỉnh táo nữa. Kỳ nhiên run run ôm lấy dạ lăng hàn. Như cầu xin nhưng làm nũng nói. Khó chịu, giúp, giúp em. Hành động này làm sợi dây lý trí cuối cùng của dạ lăng hàn đứt đoạn rồi. Hắn ghi chặt tay kỳ nhiên để cậu xuống. Nhiên nhiên, lần này, em chạy không thoát đâu. Dạ lăng hàn ghé sát lại gần muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nào ngờ khi bị hắn ta chạm vào, chút lý trí tán loạn của kỳ nhiên đột nhiên trở lại cậu nhận ra người trước mặt là dạ lăng hàn kỳ nhiên vùng vẫy vươn tay ngăn hắn ta lại không không được kỳ nhiên né tránh lùi lại phía sau đừng chạm vào tôi cậu tuyệt đối không được để cho dạ lăng hàn đánh dấu kỳ nhiên dùng chút sức lực cuối cùng đẩy dạ lăng hàn ra cậu lảo đảo bước xuống giường con mồi đến miệng rồi sao có thể để bay mất dạ lăng hàn vươn tay giữ kỳ nhiên lại còn muốn chạy rõ ràng vừa rồi em chủ động như vậy bây giờ lại lật mặt không nhận người quen em ghét anh không muốn để anh đánh dấu em đến vậy sao? Kỳ nhiên né tránh ánh mắt dạ lăng hàn đáp. Không muốn. Anh làm tôi thấy ghê tởm. Tôi hận anh. Tôi vô cùng căm ghét anh. Những lời này triệt để chọc giận dạ lăng hàn rồi. Hắn đứng dậy, nhất cầm kỳ nhiên ép cậu phải trực tiếp đối diện với hắn. Em hận tôi. Tôi vì em mà làm nhiều chuyện như vậy. Tôi cưới em, đánh dấu em, để em trở thành thiếu phu nhân duy nhất của nhà họ dạ. Vậy mà xem cách em báo đáp tôi đi kỳ nhiên muốn thoát khỏi bàn tay của dạ lăng hàn, nhưng cậu không đủ sức. Sau cùng, cậu quyết định cho hắn ta một dấu răng. Dạ lăng hàn bị cắn đau. Hắn hung hăng ném kỳ nhiên lên giường, trong giọng nói chứa đầy bất lực hỏi. Em làm loạn đủ chưa? Chúng ta đã kết hôn rồi, vì sao không để tôi đánh dấu em? Kỳ nhiên ghét bỏ đáp. Tôi phải ly hôn với anh. Lửa giận trong lòng dạ lăng hàn bùng nổ. Chút dịu dàng cuối cùng của hắn cũng bay sạch. Em dám. Mặc kệ kỳ nhiên dãy ruộng, Dạ Lăng Hàn dùng vũ lực lật người cậu lại, tiến hành đánh dấu, tuyến thệ mỏng manh bị xé toạc, trong mắt Kỳ Nhiên có rút, nước mắt cũng bị ép chảy ra. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Dấu răng trên cổ cùng với tuyến thệ ở cổ tay đã được tạo kết, tất cả đều là minh chứng cho chuyện cậu đã bị Dạ Lăng Hàn đánh dấu rồi. Dấu ấn này, liệu rằng có phải sự giam cầm mãi mãi mà hắn ta dành cho cậu hay không? Dạ Lăng Hàn vui sướng vuốt ve dấu vết đại diện cho hắn trên cổ tay Kỳ Nhiên. Nhiên Nhiên, em không thể rời xa tôi nữa rồi. Cuối cùng Kỳ Nhiên vẫn bị Dạ Lăng Hàn đánh dấu rồi. Sau khi nhìn ấn ký bản thân để lại trên người Kỳ Nhiên, Dạ Lăng Hàn mới hài lòng đứng dậy đi tìm ba người bắt nạt cậu tính sổ. Dạ lão gia nhìn đứa con trai ngang ngược vì kỳ nhiên, mà mặc kệ công ty nổi trận lôi đình. Ông ta ngồi dưới cầu thang đợi Dạ Lăng Hàn xuất hiện để trách mắng. Sau đó ra lệnh cho Dạ Lăng Hàn, ngày mai bắt buộc phải đưa Cam Duệ đi tên bệnh viện kiểm tra định kỳ. Dạ Lăng Hàn nghĩ cũng không thèm nghĩ đã lên tiếng từ chối. Hắn nói bản thân vừa đánh dấu kỳ nhiên, hiện giờ cần phải ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu. Nghe vậy, Dạ lão giật giận đứng bật dậy tên nghịch tử này, thế mà lại đánh dấu tên tiện nhân đó. Nghe được ông ta miệt thị kỳ nhiên, sắc mặt dạ lăng hàn trầm xuống. Tuyên bố chắc nịch, kỳ nhiên là người yêu duy nhất của hắn. Cho dù bọn họ có chấp nhận hay không chấp nhận, thì kỳ nhiên vẫn mãi là độc nhất vô nhị trong lòng dạ lăng hàn. Dạ lão ra nhìn đứa con trai mê muội vì tình của mình. Liền lôi chuyện ngày hôm qua ra để bôi xấu kỳ nhiên. Ông ta nói kỳ nhiên hỗn láo với người trên, còn suýt nữa hại cam duệ. Lúc này, dạ phu nhân cũng thêm dầu vào lửa, nói những lời không hay về kỷ nhiên, còn nhân đó tân bốc cam duệ tốt như thế nào. Bà ta còn muốn dạ lăng hàn đem kỷ nhiên đi tẩy bổ dấu hiệu. Nhưng dạ lăng hàn căn bản không phải kẻ dễ bị rắt mũi. Chuyện ngày hôm qua, như thế nào trong lòng hai vị đều hiểu rõ. Cha mẹ cho rằng tôi thực sự không có tai mắt ở trong nhà này. Mặc kệ các vị bắt nạt nhiên nhiên sao. Ánh mắt dạ lăng hàn sắc lạnh, trong giọng nói đem thêm ý tứ uy hiếp. Nếu như nhiên nhiên bị đám chó kia nhúng chàm, thì hôm nay tôi sẽ không chỉ nói mấy lời đơn giản vậy thôi đâu. Dạ lão gia bị nhức lời này làm cho tức tới phát bệnh. Ông ta ôm ngực chỉ tay về phía dạ lăng hàn. Người đúng là phản rồi. Dám vì một tên ti tiện mà nói những lời như vậy với cha mẹ. Dạ lăng hàn thờ ơ nhắc dạ lão gia chú ý sức khỏe. Đã nghỉ hưu rồi thì nên ở nhà an dưỡng tuổi già đứng cứ tức giận như vậy. Hắn lần nữa lên tiếng vạch rõ ranh giới. Chuyện của tôi và nhiên nhiên, không cần các vị để tâm. Nhìn đứa con trai lấy cứng đối cứng của mình, dạ lão gia cũng hết cách chỉ đành nuốt xuống cục tức này dạ lăng hàn xoay người bước lên lầu tìm cam duệ tính sổ đây chính là kẻ đầu sỏ hãm hại kỳ nhiên thấy dạ lăng hàn bước lại gần cam duệ vô thức lùi lại cả người run lên vì sợ hãi dạ lăng hàn từ trên cao nhìn về phía cậu ta trong giọng nói mang đầy ý cảnh cáo chuyện đêm qua cậu đã dẫm vào giới hạn của tôi rồi nếu như không phải vì đứa nhỏ thì tôi sẽ không để cậu ở lại dạ ra đâu tốt nhất cậu nên biết rõ thân phận của mình. nói xong, dạ lăng hàn không muốn phí thời gian ở cạnh đám người này nữa, trực tiếp trở về phòng tình kỳ nhiên. mà kỳ nhiên lúc này đang tự ôm lấy mình không ngừng run lên, nhưng ký ức đêm qua như thủy triều tràn lên, kỳ nhiên giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. khi trông thấy ký hiệu đại diện cho dạ lăng hàn trên cổ tay, trong lòng kỳ nhiên suy sụp, không phải là một giấc mơ, cậu đã bị dạ lăng hàn đánh dấu rồi. kỳ nhiên chống đỡ ngồi dậy cố gắng trấn an bản thân, dù có bị đánh dấu thì tuyệt đối không thể có thai. Kỳ Nhiên lục tìm thuốc tránh thai được Thịnh Duy Thanh đưa cho lần trước, chính vào lúc Kỳ Nhiên chuẩn bị uống thuốc thì cánh cửa phòng được mở ra, Dạ Lăng Hàn cùng một bác sĩ bước vào. Kỳ Nhiên hoảng loạn đem thuốc giấu đi. Nào ngờ bác sĩ tiến lên kêu cậu cởi áo, muốn kiểm tra vết thương sau lưng của Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên có tật giật mình, vội vàng từ chối sự giúp đỡ của bác sĩ, "Để tôi tự làm." nào ngờ dạ lăng hàn lại nhiệt tình tới bên giường ra tay giúp đỡ khi lớp áo được cởi ra nhìn tấm lưng đơn bạc bị thương nghiêm trọng của kỳ nhiên hắn đau lòng vô cùng hắn không ngờ cha mẹ của hắn lại nặng tay như vậy với kỳ nhiên lúc này dạ lăng hàn cũng chú ý tới bàn tay đang nắm chặt của kỳ nhiên hắn quan tâm hỏi có phải đau lắm không kỳ nhiên rụt tay về vội vàng nói bản thân không sao rồi kêu dạ lăng hàn ra ngoài trước đi lúc này dạ lăng hàn cảm thấy có gì đó không đúng hắn trầm giọng ra lệnh. Nhiên nhiên, mở tay ra. Kỳ nhiên mang thai rồi. Cam Duệ dùng tính mạng ra để đe dọa nhà họ dạ muốn ngồi vững vị trí dạ thiếu phu nhân. Phần trước nói tới, khi kỳ nhiên chuẩn bị uống thuốc tránh thai, thì dạ lăng hàn cùng bác sĩ tiến vào phòng, thấy cậu né tránh. Hắn nhất quyết ép kỳ nhiên mở tay, lọ thuốc nhỏ văng tung tóe xuống sàn. Dạ lăng hàn không bỏ qua mà nhặt lên xem thử. Hắn trầm giọng hỏi kỳ nhiên, đây là cái gì? Kỳ nhiên né tránh ánh mắt của hắn không đáp lời. Hành động này làm dạ lăng hàn đoán được gì đó. Hắn bóp cầm kỳ nhiên, ép cậu phải nhìn thẳng về phía hắn. Nhiên nhiên, em sẽ không uống thuốc tránh thai chứ. Kỳ nhiên cũng không che giấu nữa. Cậu căm giận nhìn về phía dạ lăng hàn. Lớn tiếng khẳng định. Phải, tôi tuyệt đối sẽ không để anh được như ý. Đừng si tâm vọng tưởng nữa. Sắc mặt dạ lăng hàn lại lạnh xuống vài phần. Hắn gằn từng chữ. Em nói lại lần nữa. Kỳ nhiên không chịu lép vế. Cậu vung tay gạt tay của dạ lăng hàn ra. Nói lại ngàn vạn lần nữa cũng vậy. Cho dù anh cưỡng chế đánh dấu tôi. Chỉ cần thôi không muốn, anh cũng không thể được như ý, Dạ Lăng Hàn triệt để bị những lời này chọc giận. Hắn nắm chặt cổ tay Kỳ Nhiên không buông, giận quá mà bật cười. "Tốt, tốt lắm." Dạ Lăng Hàn không chút nương tay đẩy ngã Kỳ Nhiên xuống giường. "Tôi ngược lại muốn xem là thuốc lợi hại hơn, hay tôi lợi hại hơn?" Kỳ Nhiên hoảng hốt dãy dụa, nhưng với sức lực của cậu căn bản không thể chống lại Dạ Lăng Hàn. Bên trong căn phòng đóng kín, Dạ Lăng Hàn dùng đủ mọi cách để trừng phạt Kỳ Nhiên. Một bên khác, cam duệ đang đứng ngồi không yên ở trong phòng từ sau khi dạ lăng hàn kết hôn với kỳ nhiên gần như mỗi ngày hai người bọn họ đều ở bên nhau nếu còn tiếp tục như vậy cam duệ sợ rằng có một ngày kỳ nhiên sẽ mang thai đến lúc đó cậu ta không thể tiếp tục cậy vào việc mang thai người thừa kế để thực hiện giao dịch hiện tại với dạ lăng hàn nữa cam duệ sốt ruột đặt tay lên bụng hiện giờ cậu ta phải nhanh chóng tìm cách thôi ánh mắt cam duệ va phải chiếc dao gọt trái cây trên bàn một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu máu tươi từ cổ tay chảy ra. Cả dạ da nhốn nháo. Người làm hốt hoảng chạy đi thông báo. Tiên sinh, phu nhân, thiếu gia, không hay rồi. Cam thiếu gia cắt cổ tay. Khi nghe được tin này, dạ lăng hàn đang ở trong phòng kỷ nhiên. Hắn sốt ruột đứng dậy. Trước khi đi còn không quên đe dọa. Em thành thật ở đây. Tôi ra ngoài xem sao. Đợi dạ lăng hàn đi rồi. Kỷ nhiên mới lê tấm thân mệt nhoài đi vào phòng tắm. Cậu trực tiếp xả nước. Nước lạnh ào ào chảy ướt cả người. Kỳ Nhiên điên cuồng dùng tay trà mạnh lên ấn ký mà Dạ Lăng Hàn để lại. Nhưng dù có rửa thế nào, cũng không xóa được mùi của Dạ Lăng Hàn ở trên cơ thể cậu. Kỷ Nhiên tuyệt vọng để nước xối lên người, trong miệng lẩm bẩm hỏi, "Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Bên trong bệnh viện, Dạ Lăng Hàn cùng cha mẹ hắn lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu. Khi đèn phòng cấp cứu tắt, Dạ phu nhân lo lắng tiến lại hỏi han tình hình Cam Duệ. Bác sĩ nói, "Hiện giờ Cam Duệ đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng mất quá nhiều máu cần trở về tĩnh dương chỉ là nói đến đây anh ta khựng lại thấy vậy dạ phu nhân càng thêm sốt ruột bà vội vàng túm lấy tay áo bác sĩ thúc giục chỉ là cái gì cậu mau nói đi có phải bụng có vấn đề gì không bác sĩ lên tiếng phủ nhận đứa bé không sao nhưng hiện giờ cam duệ đang bị trầm cảm nghe nhắc đến trầm cảm cả dạ lão gia và dạ lăng hàn để không im lặng được nữa dạ lão gia nhăn mày hỏi trầm cảm có ảnh hưởng đến người thừa kế không? Bác sĩ nhanh chóng đáp, hiện giờ thì không, nhưng nếu Cam Thiếu còn tự sát thì sợ không được may mắn như hôm nay, thấy người thừa kế có thể bị nguy hiểm. Dạ phu nhân không nhịn được trách móc con trai bà, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đối xử tốt với tiểu Duệ một chút, con không thích nó nhưng nó còn đang mang thai người thừa kế của nhà họ Dạ. Bà ta lại đổ trách nhiệm lên đầu Kỳ Nhiên, là do Kỳ Nhiên suốt ngày vì Dạ Lăng Hàn cứ quấn lấy cậu, nên Cam Duệ mới thành ra thế này đến bước này dạ lăng hàn cũng cảm thấy có phần áy náy dù giữa hắn và cam duệ chỉ là giao dịch nhưng đối phương vì đứa nhỏ mà phải chịu nhiều khổ cực hắn cũng nên làm tròn trách nhiệm dạ lăng hàn lên tiếng đảm bảo với cha mẹ tối nay hắn sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ta thấy con trai chịu nghe lời dạ phu nhân mới hài lòng rời đi vài ngày sau cuối cùng cam duệ cũng được xuất viện trở về mấy ngày nay dạ lăng hàn đều luôn ân cần với cậu ta một bước không rời nhìn bọn họ thân mật như vậy kỳ nhiên chỉ biết cười lạnh dù cậu và dạ lăng hàn đã đăng ký kết hôn thì sao chứ hiện giờ cậu lại giống người thứ ba trong mối quan hệ này vậy thật đúng là ghê tởm đúng lúc này một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng kỳ nhiên vội vàng chạy vào phòng rửa tay để nôn triệu chứng này lẽ nào cậu mang thai rồi sao cam duệ giả vờ trúng độc. Kỳ nhiên trở thành đối tượng bị tình nghi hàng đầu. Mặc dù chưa rõ chân tướng, nhưng dạ phu nhân đã không nói lý lẽ ra tay đánh kỳ nhiên. Phần trước nói tới, kỳ nhiên có triệu chứng nôn ngén, cậu nghi ngờ chính mình mang thai rồi. Tâm trạng còn đang ở vực thẳm, vừa bước khỏi nhà vệ sinh đã gặp đôi gian phu dâm phu đi tới. Dạ lăng hàn thấy cam duệ không khỏe liền quan tâm hỏi han cậu ta làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Dạ lăng hàn làm sao biết bên trong vỏ bọc yếu ớt ấy, là một kẻ đang mưu tính chia rẽ hắn và Kỳ Nhiên. Cam Duệ cảm thấy, mặc dù hiện giờ cậu ta đã có thể tách Dạ Lăng Hàn ra khỏi Kỳ Nhiên, nhưng Kỳ Nhiên vẫn ở bên cạnh hắn, cậu ta phải nghĩ cách để Dạ Lăng Hàn triệt để ghét Kỳ Nhiên mới được. Thấy Kỳ Nhiên đang đi tới, Cam Duệ nũng nịu nói với Dạ Lăng Hàn, "Không sao, chỉ là đột nhiên có dạ dày khó chịu, uống chút sữa bò là được rồi." Nghe vậy Dạ Lăng Hàn liền lập tức muốn đi pha sữa, nhưng còn chưa kịp xoay người đi đã bị Cam Duệ kéo lại. "Đừng, đừng đi." em khó chịu quá cần tin tức tố vỗ về dạ thiếu anh có thể đừng rời xa em không dạ lăng hàn hỏi ngược lại không phải cậu nói muốn uống sữa à cam duệ nở nụ cười ngước nhìn về phía kỳ nhiên vừa đi ngang qua vờ vịt hỏi có thể phiền kỳ thiếu giúp tôi pha ly sữa được không nghe thấy cậu ta sai bảo kỳ nhiên dạ lăng hàn có hơi nhăn mày muốn ngăn lại cam duệ không chịu từ bỏ nói vất vả cho kỳ thiếu thôi nếu như không phải dạ thiếu đau lòng cơ thể tôi không khỏe thì nhất định sẽ không làm phiền anh ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng kỳ nhiên im lặng không đáp cậu chỉ cảm thấy thật ghê tởm kỳ nhiên siết chặt tay để giữ bình tĩnh sau cùng kỳ nhiên xoay người lại buông một câu được thôi nếu cậu không sợ tôi bỏ độc vào sữa bên trong phòng dạ lăng hàn đang phóng tin tức tố của an pha để an ủi cam duệ nhưng hắn càng thả ra tin tức tố thì đối phương càng khó chịu bởi vì đứa trẻ trong bụng cậu ta căn bản không phải con của dạ lăng hàn tin tức tố cường liệt càng làm bụng cậu ta đau hơn sắc mặt cam duệ trắng bạch cố gắng nhẫn nhịn nói cảm ơn dạ thiếu em đã khỏe hơn nhiều rồi không cần tiếp tục phóng thích tin tức tố nữa nghe vậy dạ lăng hàn biểu thị bản thân không ngại nhưng vì sao dùng nhiều tin tức tố như vậy để vỗ về rồi mà sắc mặt cam duệ lại càng lúc càng xấu đi cam duệ nghe vậy liền căng thẳng cậu ta ấp úng biện giải không không phải đâu em rất thoải mái chỉ là lo lăng dạ thiếu tiêu tốn nhiều tin tức tố sẽ mệt mỏi mà thôi dạ lăng hàn biểu thị bản thân không sao hắn đặt tay lên bụng cam duệ lại phóng thích ra một lượng lớn tin tức tố chính vào lúc này kỳ nhiên cũng đẩy cửa bước vào trông thấy cậu đến cam duệ mới dám lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm kỳ nhiên trực tiếp đưa sữa tới kêu cam duệ uống đi cam duệ có hơi né tránh vừa rồi tin tức tố của dạ lăng hàn làm cậu ta khó chịu muốn chết giờ mà còn uống sữa sợ rằng nôn ra mất thấy cậu ta ta né tránh kỷ nhiên trực tiếp đưa ly sữa tới trước mặt cam duệ sao nào cam thiếu nhanh như vậy đã đổi ý rồi sao không muốn uống sữa nữa hay là nói vừa rồi nói muốn uống sữa chỉ là để làm khó tôi mồ hôi lạnh trên người cam duệ cũng thoát ra hết cả rồi nhưng cậu ta cũng chỉ đành cố gắng nhịn xuống đem ly sữa đổ vào miệng sữa vừa chạm vào cổ họng cả người cam duệ đã lảo đảo muốn nôn ra dạ lăng hàn và kỷ nhiên đều bị hành động này làm cho kinh ngạc cam duệ thấy vậy càng diễn sâu cậu ta suy yếu dựa vào lòng dạ lăng hàn liên tục kêu đau bụng thấy vậy hắn ta lập tức quay sang chất vấn kỳ nhiên đã bỏ gì vào sữa kỳ nhiên nghe vậy lập tức vạch trần vừa uống vào đã bắt đầu diễn anh thực sự cho rằng tôi sẽ bỏ độc à cam duệ nào có để dạ lăng hàn nghe lý lẽ cậu ta liên tục túm lấy tay hắn kêu khó chịu còn nói có phải đứa bé xảy ra chuyện rồi không bên này dạ phu nhân cũng nghe được động tĩnh bà ta vội vã chảy vào phòng không cần biết đầu đuôi trực tiếp cho kỳ nhiên một bạt tai cậu đã làm cái gì cậu muốn hại chết tiểu duệ sao cậu lại ác độc như vậy dạ lăng hàn thấy vậy vội vàng mặc kệ cam duệ đỡ lấy kỳ nhiên hắn lên tiếng nhắc nhở dạ phu nhân mẹ đừng ra tay chuyện còn chưa điều tra rõ ràng trước tiên nghe bác sĩ nói gì đã thấy con trai bảo vệ kỳ nhiên dạ phu nhân càng thêm tức giận con còn bảo vệ nó tiểu duệ sắp bị nó hạ độc hại chết rồi dạ lăng hàn che chắn trước người kỳ nhiên Sợ mẹ hắn ta lại nổi điên. Lúc này, Kỳ Nhiên cũng lên tiếng, "Tôi không hạ độc." Phía bên kia, Cam Duệ còn đang âm thầm ra ám hiệu với bác sĩ. "Bác sĩ, tôi trúng độc rồi. Mau mau xem cho tôi." Bác sĩ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều đáp, "Cam thiếu, ngài chắc là tiêu hóa không tốt thôi, không phải trúng độc." Cam Duệ vẫn không chịu thừa nhận, tiếp tục diễn, "Bác sĩ, anh chẩn đoán nhầm rồi. Bụng của tôi đau lắm." Thấy vậy, Dạ phu nhân cũng sốt ruột bổ sung, đúng vậy, vừa rồi tiểu duệ uống sữa mà kỷ nhiên đưa cho mới đau bụng. Hiện giờ cậu lại nói tiêu hóa không tốt. Bác sĩ vẫn ở một bên kiên nhẫn giải thích. Sau cùng, dạ phu nhân mới bán tín bán nghi chấp nhận cam duệ không trúng độc. Cam duệ thấy dạ phu nhân đứng về phía mình. Liền không chút do dự thêm dầu vào lừa. Bá mẫu, xin lỗi, con không cố ý vu oan cho kỷ thiếu. Là vừa rồi kỷ thiếu nói muốn bỏ độc vào sữa. Sau khi uống xong, thấy bụng đau, cho nên mới, kỳ nhiên lười xem cậu ta diễn vai nạn nhân vừa định xoay người rời đi thì lại nghe dạ phu nhân nổi điên mắng nó dám nói những lời ác độc như vậy cho dù hôm nay không hạ độc ai biết những ngày sau nó có bà ta còn chưa nói hết câu dạ lăng hàn đã tiến lên ngăn cảm mẹ chuyện hôm nay là chúng ta hiểu lầm kỳ nhiên ngài nên vì hành vi vừa rồi của bản thân mà xin lỗi em ấy nghe vậy dạ phu nhân liền tỏ ra ấm ức con muốn mẹ đi xin lỗi nó dạ lăng hàn hết cách mẹ không đi thì con đi. Nghe vậy dạ phu nhân càng tức giận. Bên trong căn phòng vang lên tiếng bà ta oán giận. Đứa con bất hiếu này, muốn ta từng này tuổi rồi, còn phải đi xin lỗi kẻ ti tiện đó. Ta hối hận vì sinh ra con. Kỳ nhiên còn chưa đi được bao xa. Đã bị dạ lăng hàn đuổi kịp. Mặc dù là nói đi xin lỗi. Nhưng sau cùng hắn tới lại là giúp cam duệ tìm lý do biện giải. Nhiên nhiên, cam duệ bị trầm cảm, cho nên tâm trạng rất nhạy cảm. Em nhường cậu ta chút. Hôm nay là anh hiểu lầm em, sau này anh sẽ cho em lễ vật đền bù. Nghe vậy Kỳ Nhiên chỉ hừ lạnh một tiếng, "Đáp, không cần." Dạ Lăng Hàn phát hiện ra Kỳ Nhiên mang thai rồi sao? Liệu rằng lần này Kỳ Nhiên sẽ làm gì để thoát khỏi móng vuốt của hắn ta đây? phần trước nói tới cam duệ giả vờ trúng độc để đổ oan cho kỳ nhiên bị cam duệ đổ oan bị dạ phu nhân đánh dạ lăng hàn cũng nghi ngờ cậu thật may trò lừa gạt của cam duệ nhanh chóng bị phát hiện Kỳ nhiên phiền chán không muốn tiếp tục ở lại nhìn trà xanh tỏ vẻ oan ức và bị dạ phu nhân sỉ nhục nữa nên liền rời đi dạ lăng hàn thấy vậy vội vã đuổi theo muốn xin lỗi cậu nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra bên miệng đã bị dạ phu nhân cắt ngang bà ta tức giận mắng lăng hàn hiện giờ con vì nó ngay cả cha mẹ cũng dám cãi lời ta thật hết cách với con nhưng đứa bé thì sao đến con của mình con cũng không cần nữa à quả nhiên nghe được những lời này cả người dạ lăng hàn sững sờ dạ phu nhân thấy lay động được hắn liền nói tiếp con bắt buộc phải có trách nhiệm của người cha đừng quên những lời con đã hứa ở bệnh viện dạ lăng hàn kiên định đáp con không quên mẹ ngày ngày muốn gì cứ nói thẳng dạ phu nhân cũng không vòng vo nữa bà ta đưa ra yêu cầu vô cùng quá đáng muốn cam duệ tới phòng chính của dạ lăng hàn ngủ lấy lý do vì muốn tốt cho đứa bé nhưng thực chất muốn tách dạ lăng hàn với kỳ nhiên ra vừa nghe được yêu cầu vô lý này sắc mặt dạ lăng hàn đen xuống hắn lập tức từ chối con và kỳ nhiên đã kết hôn rồi phòng ngủ chính chỉ có thể là của con và nhiên nhiên nếu cam duệ cảm thấy căn phòng kia không tốt thì tới phòng ngủ cho khách dạ phu nhân nghe vậy lại lấy đứa bé ra để làm cái cớ tiểu duệ đang mang thai sao có thể ngủ ở phòng dành cho khách để kỳ nhiên đi ngủ ở tầng hầm nhường phòng cho tiểu duệ dạ lăng hàn bên này còn đang tranh cãi kịch liệt với mẹ hắn phía bên kia kỳ nhiên đang âm thầm tính toán dựa theo mức độ chiếm hữu của dạ lăng hàn lúc này nếu cậu ở phòng ngủ chính sẽ khó chạy trốn kỳ nhiên nhìn vào ký hiệu trên tay hơn nữa bản thân cậu có khả năng đã mang thai rồi nếu như bị dạ lăng hàn phát hiện thì càng không có khả năng thoát thân kỳ nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của dạ lăng hàn và mẹ hắn tôi đồng ý nhường cho cậu ta đi tôi tới phòng ở tầng hầm đừng đi theo tôi nữa dạ lăng hàn như không tin vào tay mình sững sờ hồi lâu không kịp phản ứng kỳ nhiên mặc kệ hắn ta trực tiếp xoay người rời đi căn phòng ở tầng hầm nhà họ dạ tối tăm vô cùng đêm đó kỳ nhiên lạnh lẽo nằm trên chiếc giường nhỏ đột nhiên cánh cửa được mở ra kỳ nhiên dùng tay che chắn ánh sáng chói mắt để phòng hỏi ai người tới là dạ lăng hàn hắn muốn tới đây để ở bên cạnh kỳ nhiên vừa bước vào phòng dạ lăng hàn đã lên tiếng xin lỗi vì để kỳ nhiên phải chịu khổ hắn dịu dàng quỳ một chân xuống sàn vươn tay xoa đầu kỳ nhiên giải thích thời gian này anh phải có nghĩa vụ chăm sóc cam duệ cậu ta đang mang thai người thừa kế dạ gia kỳ nhiên nghe vậy lạnh lùng đáp anh chăm sóc ai không liên quan đến tôi dạ lăng hàn tưởng rằng kỳ nhiên còn giận lẫy chuyện sáng nay chịu ấm ức hắn ôm cậu vào lòng bày tỏ nếu kỳ nhiên có bất cứ yêu cầu gì hắn sẽ dùng hết sức để thực hiện cho cậu kỳ nhiên nhận ra cơ hội chạy trốn tới rồi dạ lăng hàn lần này cho cậu quyền đưa ra yêu cầu cậu thử lên tiếng thăm dò tôi muốn trở về trường học đi học lại sau đó tham gia thi tốt nghiệp dạ lăng hàn nghe vậy có hơi do dự thấy vậy kỳ nhiên liền hiểu đến cuối cùng hắn ta vẫn sợ cậu bỏ trốn xem ra phải dùng chút thủ đoạn chưa đợi dạ lăng hàn từ chối kỳ nhiên đã chủ động ôm lấy cổ hắn nở nụ cười như mời gọi anh còn sợ gì chứ em đã bị anh đánh dấu rồi, cả đời này đều không thể rời khỏi anh. Dạ lăng hàn bị bộ dạng này của cậu làm cho mê đắm. Hắn nuốt một ngụm nước bỏ hỏi lại. Thật sao? Kỳ nhiên không trả lời có hay không? Vòng tay càng siết chặt. Mập mờ đáp. Anh không tin em. Dạ lăng hàn lúc này còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác thì đúng là, không phải đàn ông. Hắn không nhịn được mà đè kỳ nhiên xuống giường. hô hấp dồn dập. Anh đúng là chúng độc của em rồi. Gương mặt kỳ nhiên đỏ bừng mặc dù cả người đang run rẩy vì động tác của dạ lăng hàn, nhưng vẫn lý trí hỏi. Vậy anh đồng ý rồi. Chỉ cần có thể ra khỏi dạ ra, thì cậu có cơ hội bỏ chạy. Dạ lăng hàn đồng ý cho kỳ nhiên đến trường, nhưng hắn có điều kiện. Đó là để hắn là người đưa đón. Buổi sáng hôm sau, kỳ nhiên mơ màng tỉnh dậy. Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, cậu có phần ngơ ngác. Đêm qua bị dạ lăng hàn làm ngất đi. Bị ôm tới đây lúc nào, cậu cũng không hề hay biết kỳ nhiên vừa thức dậy đã thấy dạ lăng hàn đem theo bữa sáng vào phòng xem ra tâm trạng rất tốt còn trêu chọc kỳ nhiên không phải em nói muốn lên lớp à vậy mà ngủ quên hết tiết đầu rồi kỳ nhiên còn đang ngơ ngác hắn ta đem sữa ấm lại bên giường đêm qua em giống như mèo hoang vậy lời này làm kỳ nhiên bối rối quay mặt đi em em phải đi rồi muộn mất rồi dạ lăng hàn đưa ly sữa nóng tới trước mặt cậu không gấp em uống hết sữa đi lát nữa anh đưa em tới trường Vừa ngửi thấy mùi sữa bò, cơn buồn nôn lại sộc tới, Kỳ Nhiên không nhịn được che miệng nôn khan. Dạ Lăng Hàn hình như đã nhận ra điều gì, hắn vui mừng hỏi, "Có phải em mang thai rồi không?" kỳ nhiên phản kích khiến trà xanh cam duệ không kịp trở tay phần trước nói tới kỳ nhiên vô tình để lộ biểu hiện thai ngén trước mặt dạ lăng hàn khiến hắn ta nghi ngờ cậu mang thai rồi kỳ nhiên vội vàng lấy lý do bản thân ăn phải đồ ăn hỏng nên đau dạ dày mà thôi nhưng dạ lăng hàn vẫn không yên tâm mặc kệ là do đồ ăn hay do nguyên nhân khác vẫn phải tìm bác sĩ tới kiểm tra mới yên tâm nghe vậy kỳ nhiên không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt không được không thể để bác sĩ kiểm tra cậu kéo dạ lăng hàn đang định đi gọi người lại làm nũng nói cả ngày hôm qua em chưa ăn gì hiện giờ có chút đói anh không ở lại cùng em ăn à hiếm khi thấy kỳ nhiên có hứng thú ăn uống dạ lăng hàn cũng tạm gác chuyện khám bệnh sang một bên hắn một tay cầm đĩa đồ ăn sáng một tay nắm lấy tay kỳ nhiên kiểm tra kỳ hiệu trên tay không thay đổi màu sắc có lẽ kỳ nhiên thực sự không mang thai dạ lăng hàn nâng miếng sandwich lên đút cho kỳ nhiên hôm qua trong lúc thân thiết hắn phát hiện kỳ nhiên gầy hơn trước rất nhiều xem ra sau này hắn phải kiểm soát chuyện ăn uống của cậu mới được nhìn kỳ nhiên ngoan ngoãn ăn bánh trong lòng dạ lăng hàn cũng cảm thấy thỏa mãn không hồ là nhiên nhiên của hắn đến ăn đồ ăn cũng đáng yêu như vậy nhìn ánh mắt dầu mỡ này của dạ lăng hàn kỳ nhiên cho hắn một cái trợn mặt dùng xong đồ ăn kỳ nhiên gấp gáp muốn xuống giường cậu sợ còn ở lại dạ lăng hàn sẽ phát hiện ra manh mối kỳ nhiên vừa định rời đi đã bị dạ lăng hàn gọi lại kỳ nhiên nhăn mày từ từ xoay người lại trong lòng lo lắng lẽ nào dạ lăng hàn đổi ý rồi nào ngờ dạ lăng hàn lại nở nụ cười giơ chiếc điện thoại của kỳ nhiên lên trong giọng nói có vài phần cưng chiều em vẫn nhưng trước cả ngày quên này quên kia đến điện thoại cũng quên mang theo lúc này tảng đá trong lòng kỳ nhiên mới buông xuống dạ lăng hàn vừa đi vừa nói tiếp anh đã cho người chào hỏi trước với lãnh đạo trường rồi em trở về trường cứ trực tiếp tới lớp của em tham gia thi như thường lệ là được dặn dò xong hắn kêu kỳ nhiên đi thay đồ còn bản thân ra xe đợi cậu bầu không khí ở học viện vô cùng náo nhiệt và tràn đầy sức sống tuổi trẻ kỳ nhiên vừa vào lớp đã tìm tới chỗ ngồi của bạn cũ duy khang trông thấy người tới là kỳ nhiên đối phương nhịn không được mà nở nụ cười chào đón kỳ nhiên cậu đi học lại rồi kỳ nhiên cũng nở nụ cười đáp lại hôm nay vừa trở lại chuẩn bị thi tốt nghiệp kỳ nhiên vừa ngồi xuống lập tức nghe cậu bạn hỏi han về tin tức gần đây liên quan tới cậu tớ nghe tin tức nói, cậu và thiếu gia nhà họ dạ, dạ lăng hàn kết hôn rồi. Nhắc đến dạ lăng hàn, sắc mặt kỳ nhiên hơi trầm xuống. Nhưng cậu vẫn thành thực đáp phải. Nghe vậy Duy Khương liền bất bình. Sao cậu lại kết hôn với hắn ta? Không phải hắn ta và thiếu gia nhà họ cam đã đính hôn rồi à? Cái loại cha nam đó xứng đáng ế cả đời. Thấy Duy Khương hơi mất bình tĩnh. Kỳ nhiên vội vã kéo cậu ta ngồi xuống, bọn họ còn đang trong tiết học cơ mà, cậu đưa tay lên môi ra dấu cho đối phương nhỏ giọng chút. Nhưng mà động tĩnh này quá lớn, đến giáo sư hói đầu đang giảng bài cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Vị bạn học kia, nếu không muốn nghe giảng, lúc nào cũng có thể ra ngoài. Cả Kỳ Nhiên và Duy Khang đều lúng túng. Cái tính cách bục trộp của cậu đến khi nào mới thay đổi được đây? Mặc dù nhìn bề ngoài Duy Khang giống như một thiếu niên bốc đồng, nhưng thật ra cậu ta là hacker giỏi nhất ở học viện này. Lý do Kỳ Nhiên tìm đến Duy Khang chính là có chuyện muốn nhờ cậu ta giúp bởi vì điện thoại đã bị cài định vị và nghe lén, hơn nữa xung quanh rất có thể có người của Dạ Lăng Hàn giám sát. Cho nên Kỳ Nhiên đành viết ra giấy. Cậu muốn nhờ Duy Khương điều tra cam duệ. Duy Khang đưa tay lên làm dấu ok. Còn đảm bảo trong một tiết học cho Kỳ Nhiên đáp án. Không hổ là hacker hàng đầu, đến giờ nghỉ trưa, Duy Khang đã đem thông tin thu thập được trở về. Sau khi truy cập vào bên trong mạng nội bộ của Cam Thị, Duy Khang phát hiện ra mối quan hệ bùng binh giữa anh họ của Cam Duệ với giải trí Đông Thăng mà ông chủ của giải trí Đông Thăng lại chính là người đã tung tin Kỳ Nhiên và Dạ Lăng Hàn kết hôn ra ngoài. Nghe vậy Kỳ Nhiên cũng hiểu ra. Xem ra tin tức cậu và Dạ Lăng Hàn kết hôn bị túng ra, chính là do Cam Duệ nhúng tay vào. Duy Khang cảm thán. Cam Duệ này bề ngoài lương thiện ngây thơ, sau lưng lại vô cùng thâm độc. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ở một bên khác, Cam Duệ vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện xong. Khi đẩy cửa bước ra ngoài đã bị vô số phóng viên bao vây đám phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi cam thiếu ngài đến bệnh viện để kiểm tra nghe nói ngài mang thai rồi cha của đứa bé là ai có người nói ngài và giám đốc giải trí đông thăng có quan hệ tình cảm nhưng câu hỏi dồn dập liên tiếp ập tới cam duệ nhất thời choáng váng chuyện gì xảy ra vậy là ai đã nói cho phóng viên nhưng câu hỏi như sóng cuộn ập tới cam duệ không nói lời nào trực tiếp ngất đi tiêu rồi, kỳ nhiên thực sự mang thai rồi. Để có thể thoát khỏi bàn tay dạ lăng hàn. Kỳ nhiên nhờ bạn học công khai tin tức cam duệ mang thai con của dạ lăng hàn, cho báo chí. Phóng viên vây kính ngoài cổng bệnh viện, mọi ống kính đều nhắm về phía cam duệ moi tin tức. Cam duệ không có cách nào để giải thích, chỉ đành giả vờ ngất xỉu để cho thoát khỏi tình thế bị đặt câu hỏi liên tục, từ phía ký giả. Nhưng cha mẹ hai nhà cam, dạ đều cho rằng cam duệ bị đám phóng viên dọa sợ mới ngất xỉu liên tục trách móc Dạ Lăng Hàn không chăm sóc tốt cho cậu ta. Cha của Cam Duệ thậm chí còn yêu cầu Dạ Lăng Hàn phải trả giá vì chuyện này, không thể cứ thế để thanh danh Cam Duệ bị người ta hủy hoại. Ông ta yêu cầu Dạ Lăng Hàn lập tức mở họp báo, công bố mối quan hệ của Dạ Lăng Hàn và Cam Duệ và chồng chồng, đồng thời ngay lập tức ly hôn với Kỳ Nhiên. Dạ Lăng Hàn nghe được ông ta yêu cầu hắn và Kỳ Nhiên phải ly hôn liền kiên quyết không đồng ý, thấy con trai không chịu nghe, dạ phu nhân lập tức tiến lên khuyên can Dạ Lăng Hàn nhưng thái độ của hắn vẫn kiên quyết mười phần nhất định không chịu ly hôn với Kỳ Nhiên. Nghe vậy cha của Cam Duệ không nói lời nào trực tiếp lao tới cho Dạ Lăng Hàn một đấm. Trong miệng còn mắng Dạ Lăng Hàn là đồ súc sinh. Sao ông ta lại mù mắt đem con trai cưng gả cho hắn? Dạ Lăng Hàn bị ăn một đấm cũng không hề lung lay. Hắn trực tiếp nói thẳng, tôi và Cam Duệ từ trước đến nay đều không hề có tình cảm với đối phương. Việc đồng ý chăm sóc cậu ta cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm. Muốn tôi ly hôn với Kỳ Nhiên, cưới Cam Duệ, trừ khi giết tôi đi cha cam duệ tức tới biến sắc lên tiếng đe dọa tôi không thể giết cậu nhưng cậu thử đoán xem với thế lực của cam gia có thể đụng vào người trong lòng mà cậu nâng niu kia không nghe vậy sắc mặt bình thản của dạ lăng hàn lộ ra vài phần căng thẳng ông dám đụng vào em ấy cha cam duệ thấy chiêu này có tác dụng vậy nên tiến tới ghé sát bên tai dạ lăng hàn uy hiếp nói chỉ cần một ngày cậu chưa ly hôn với kỷ nhiên thì tôi lại có thêm một ngày có cơ hội lấy mạng cậu ta nếu không cậu cứ ngày đêm trông chừng cậu ta không rời để cậu ta không rời khỏi tầm mắt của cậu một giây ông ta gằn giọng cảnh cáo ly hôn lấy tiểu duệ hoặc là mất vợ lấy tiểu duệ cậu tự chọn dạ lăng hàn biết rõ cam gia có năng lực làm được những điều này hắn không thể lấy tính mạng của kỳ nhiên ra để cá cược hết cách dạ lăng hàn chỉ đành đồng ý với yêu cầu của cha cam duệ để kéo dài thời gian trước trước khi rời đi hắn cũng lên tiếng đặt điều kiện nhưng nếu sau này kỳ nhiên xảy ra chuyện, tôi sẽ trực tiếp tính lên đầu Cam gia. Ở một bên khác, Kỳ Nhiên vừa tan học, vừa bước tới cổng trường, đã trông thấy Dạ Lăng Hàn đang đợi sẵn cạnh xe. Vừa thấy Kỳ Nhiên bước tới, Dạ Lăng Hàn đã chủ động vươn tay tới. Ý tứ không cần nói cũng biết, đối với Dạ Lăng Hàn mà nói, Kỳ Nhiên như có một loại ma lực, khiến hắn nhịn không được mà đem toàn bộ tâm ý đặt trên người cậu. Dạ Lăng Hàn không đợi được Kỳ Nhiên chủ động vươn tay, chỉ đành tự mình kéo lấy tay cậu. Sau đó liền ôm chặt lấy người vào lòng, không nói lời nào, hắn thực sự không có cách nào buông bỏ Kỳ Nhiên, nhưng lại không thể để cậu gặp nguy hiểm. Lúc này, Kỳ Nhiên cũng nhận ra hôm nay Dạ Lăng Hàn không giống thường ngày, liền lên tiếng hỏi hắn ta làm sao vậy? Dạ Lăng Hàn do dự một hồi, cuối cùng mở miệng nói, chuyện cam duệ mang thai đã bị lộ ra ngoài, hắn bắt buộc phải ly hôn với Kỳ Nhiên. Trong lòng Kỳ Nhiên kích động, Dạ Lăng Hàn tới để đề xuất chuyện ly hôn sao? xem ra kế hoạch của cậu thành công rồi. Kỳ Nhiên cố gắng nhịn xuống không nở nụ cười. Rất nhanh cậu sẽ có được tự do rồi, nhưng chờ đợi cả nửa ngày. Lại nghe Dạ Lăng Hàn nói, "Nhiên Nhiên, chúng ta giả vờ ly hôn có được không?" Không đợi được đáp án mà bản thân chờ đợi, sắc mặt Kỳ Nhiên trầm xuống. Đã đến bước này rồi, lại còn ly hôn giả. Cậu trực tiếp gạt tay Dạ Lăng Hàn ra, tức giận nói, "Dạ Lăng Hàn, anh làm vậy có ý nghĩa gì?" lúc này dạ lăng hàn cũng đột nhiên trở nên kích động đây là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ tới lẽ nào em thực sự muốn ly hôn với anh thật sao kỳ nhiên lần nữa hất tay hắn ra không muốn tiếp tục nói những lời thừa thãi với con người này nữa bởi vì cậu cảm thấy ghê tởm đây không phải cách duy nhất kể từ ngày anh có con với cam duệ thì ly hôn chính là kết cục tốt nhất của chúng ta nói xong những lời này kỳ nhiên dứt khoát xoay người rời đi sắc mặt dạ lăng hàn âm trầm đến đáng sợ Kỳ Nhiên muốn rời xa hắn, cả đời này cũng đừng có mơ. Sau khi Kỳ Nhiên rời đi, liền tìm người bạn đã giúp đỡ cậu để báo rằng kế hoạch đã thất bại. Vậy là bọn họ chỉ đành hẹn nhau đợi cơ hội lần sau. Kỳ Nhiên căng thẳng nâng ly cà phê lên muốn uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, nhưng đột nhiên cảm giác buồn nôn sộc lên trong cổ họng. Ly cà phê cũng rơi xuống sàn. Duy Khang thấy vậy lo lắng gọi tên Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên giải thích bản thân không sao cả, chỉ run tay mà thôi. Khi cậu cúi người muốn nhặt chiếc ly, liền phát hiện ấn ký trên tay biến thành màu đỏ rồi, Kỳ Nhiên lập tức hoảng hốt, lẽ nào cậu thực sự mang thai rồi sao? Bạn đang xem video tại kênh Youtube Review đăng. đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Sau khi phát hiện bản thân mang thai, Kỳ Nhiên quyết định bỏ đứa bé, nhưng khi đến bệnh viện, cậu lại không nỡ rồi. Phần trước nói tới, sau khi kế hoạch thất bại, Kỳ Nhiên tới quán cà phê tìm Duy Khang bàn bạc. Cậu vô tình phát hiện ra ấn ký trên cổ tay đổi màu, đó là dấu hiệu cho thấy cậu thực sự mang thai rồi. Kỳ Nhiên không giữ nổi bình tĩnh, chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bản thân tỉnh táo lại. Kỳ Nhiên điên cuồng vốc nước lên mặt, mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài của Duy Khương. Kỳ Nhiên tự tát bản thân rất nhiều lần, như tuyệt vọng muốn gọi bản thân tỉnh lại trong cơn ác mộng, nhưng cảm giác đau đớn như mũi kiếm khắc sâu vào tâm trí đã vụn vỡ của kỳ nhiên rằng mọi chuyện là sự thật sau khi ép bản thân bình tĩnh lại kỳ nhiên mới lảo đảo bước ra ngoài duy khang đợi bên ngoài cửa thấy trạng thái của kỳ nhiên không đúng lắm vội vã đỡ lấy kỳ nhiên quan tâm hỏi cậu có làm sao không cơ thể có chỗ nào không thoải mái à kỳ nhiên vươn tay gạt nước trên gương mặt biểu thị bản thân không sao cả rồi kêu đối phương trở về trước đi cậu muốn đi dạo một mình sau khi xoay người rời đi kỳ nhiên quyết định gọi điện thoại cho thịnh duy thanh anh Thịnh, em có thai rồi. Em muốn bỏ, giúp em với. Thịnh Duy Thanh nghe ra được sự do dự trong lời nói của Kỳ Nhiên. Sau khi trầm mặc giây lát, anh hỏi lại, nếu như đã hạ quyết tâm rồi, thì ba giờ chiều tránh tay mắt của dạ lăng hàn, tới chỗ anh một chuyến. Đợi đến khi Kỳ Nhiên tới bệnh viện, Thịnh Duy Thanh lấy thuốc tới dặn dò. Cấu tạo thân thể của em và những người khác không giống nhau. Sau khi uống loại thuốc này vào, sợ rằng sau này sẽ không thể mang thai được nữa. Ánh mắt kỷ nhiên kiên định, như an ủi Thịnh Duy Thanh cũng như nói với chính mình. Em là An Pha, vốn dĩ không nên có thai. Thịnh Duy Thanh thấy cậu quyết tâm như vậy cũng không tiếp tục khuyên can nữa. Chuyện này tự em quyết định là được, anh ra ngoài trước. Đợi Thịnh Duy Thanh đi rồi, kỳ nhiên vừa rồi kiên định bao nhiêu, lúc này lại do dự bấy nhiêu. Nếu từ giờ cậu không thể có thai, vậy cũng là chuyện tốt, dạ lăng hàn cũng sẽ không dây dừa mãi với cậu nữa. Nhưng, đứa trẻ này vô tội, nó là đứa trẻ không được mọi người đón nhận. Nghĩ tới đây Kỳ Nhiên lại không nhịn được mà nghĩ tới chính mình. Bản thân cậu cũng như đứa trẻ này, từ khi sinh ra đã không được mọi người đón nhận. Cậu suy nghĩ thật lâu, ly nước trong tay cũng không chú ý tới mà đổ hết ra sàn. Sau cùng, vẫn lựa chọn không uống thuốc. Thịnh Duy Thanh thấy Kỳ Nhiên ủ rũ bước ra khỏi phòng, quan tâm hỏi: "Em cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Sắc mặt Kỳ Nhiên ảm đạm lên tiếng đáp: "Anh Thịnh, em không uống thuốc." Nghe vậy Thịnh Duy Thanh kinh ngạc hỏi: Nghĩ kỹ rồi, giữ nó lại, tức là mãi mãi dây dưa với Dạ Lăng Hàn." Kỳ nhiên cắt ngang lời của anh, "Em sẽ không dây dưa với Dạ Lăng Hàn nữa, em sẽ rời đi, dẫn theo nó, cùng nhau sinh sống. Đây là người thân duy nhất trên thế gian này của em. Em chưa từng được yêu thương, em muốn dùng toàn bộ tình yêu của mình để yêu nó. Mặc dù mong muốn rời khỏi Dạ Lăng Hàn vô cùng tốt đẹp, nhưng chuyện này thực sự có thể qua mắt được Dạ Lăng Hàn sao?" Đêm đó, khi vừa trở về nhà, dạ lăng hàn đã tới tìm kỳ nhiên thăm dò xem ấn ký, trên tay cậu có đổi màu không? Mặc cho kỳ nhiên thờ ơ, hắn vẫn bám giết không buông. Dạ lăng hàn ghé sát bên tuyến thệ của kỳ nhiên hít hà. Hắn cảm thấy gần đây mùi pheromone của kỳ nhiên thay đổi rồi, nhưng khi nhìn màu sắc trên cổ tay của cậu vẫn như cũ. Dạ lăng hàn có phần thất vọng nói, vẫn, chưa có à, kỳ nhiên rút tay về. Lần nữa cường điệu bản thân là alpha. Quên dạ lăng hàn đừng vọng tưởng những chuyện không thể. Mặc dù ngoài miệng tự tin, nhưng trong lòng kỳ nhiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Thật may Thịnh Duy Thanh đã chuẩn bị loại thuốc đổi màu ký hiệu. Có thể tạm thời áp chế biến màu kết ấn về như trước. Nhưng tiếc là tác dụng của loại thuốc này chỉ có một tháng. Kỳ nhiên hạ quyết tâm, nhất định sẽ rời xa dạ lăng hàn trong vòng một tháng. Kỳ nhiên còn chưa kịp mừng bao lâu, thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Dạ lăng hàn không nhịn được đem kỳ nhiên đặt lên giường, sốt ruột nói nhớ cậu. Kỳ nhiên nghiêng đầu biểu thị bản thân không khỏe, muốn lấy lý do này để từ chối hắn ta. Động tác trên tay dạ lăng hàn dừng lại. Chỉ ôm lấy cậu vào lòng. Không cưỡng cầu mà đơn thuần ôm kỳ nhiên ngủ. Ngày hôm sau, kỳ nhiên vốn tưởng rằng dạ lăng hàn theo thường lệ đưa cậu đến trường. Nào ngờ lại nhận ra đường đi không đúng. Trong lòng kỳ nhiên bất an. Cậu không nhịn được hỏi dạ lăng hàn. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Con đường này không tới trường học được. Những lời tiếp theo của Dạ Lăng Hàn như ném kỳ nhiên vào hầm băng. "Không phải em không khỏe à, chúng ta đến bệnh viện, đưa em đi kiểm tra thân thể." "Ly hôn rồi, bọn họ thực sự ly hôn rồi." dạ lăng hàn đã lăn tay trên tờ đơn ly hôn cuối cùng kỳ nhiên cũng tự do rồi sao trong khu vực xét nghiệm máu của bệnh viện dạ lăng hàn kiên quyết nói anh đã sắp xếp xong cả rồi bác sĩ tốt nhất sẽ xét nghiệm cho em nhất định sẽ không xảy ra sai sót nghe vậy kỳ nhiên càng hoảng cậu ấp úng nói tôi tôi không bị bệnh tôi phải đến trường thấy kỳ nhiên muốn xoay người rời đi dạ lăng hàn lập tức kéo cậu tới trước khu vực xét nghiệm gấp gáp cái gì kiểm tra xong, anh sẽ đưa em tới trường. Kỷ nhiên biết nếu một ký xét nghiệm ra kết quả cậu mang thai rồi, thì cả đời này cậu cũng đừng hỏng thoát khỏi tay dạ lăng hàn. Nhưng cậu càng phản kháng, dạ lăng hàn càng nghi ngờ. Hắn trầm giọng, vừa như dò hỏi vừa như đe dọa nói. Vì sao em lại kháng cự như vậy? Lẽ nào có chuyện gì giấu tôi sao? Kỳ nhiên né tránh ánh mắt của dạ lăng hàn. Cố gắng phủ nhận. Nhìn máu từng chút từng chút được rút ra khỏi cơ thể. Ánh mắt kỳ nhiên dần mất đi hy vọng. Tiếng nói của y ta vang lên bên tai, tốc độ lấy máu có chút chậm, cậu ấy bị thiếu máu nhẹ, hơn nữa còn chưa ăn sáng. Nhưng lúc này Kỳ Nhiên chẳng nghe được gì nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Tự do của cậu, khép lại rồi sao? Rất nhanh kết quả kiểm tra đã có. Kỳ Nhiên căng thẳng một một bên không lên tiếng, chờ phán quyết cuối cùng. Còn Dạ Lăng Hàn thì sốt ruột hơn nhiều. Vừa trông thấy bác sĩ đem kết quả vào đã không đợi được mà hỏi. Sao rồi? bác sĩ đưa tờ xét nghiệm trong tay cho dạ lăng hàn kêu hắn tự xem dạ lăng hàn sốt sắng nhìn hết một lượt nhưng chẳng hiểu những chỉ số trên đó thể hiện điều gì sau cùng bác sĩ lên tiếng giải thích rằng kết quả ngày cho thấy kỳ nhiên không hề mang thai nghe vậy kỳ nhiên sửng sốt nhìn vào vị trí ấn ký trên tay kỳ lạ rõ ràng ấn ký đã chuyển sang màu đỏ vì sao bác sĩ lại không kiểm tra ra cậu mang thai cơ chứ dạ lăng hàn cũng không tin nghi hoặc hỏi bác sĩ rõ ràng gần đây hắn thấy kỳ nhiên có các biểu hiện của người mang thai cơ mà hắn còn đề xuất kiểm tra lại lần nữa cho kỳ nhiên nghe vậy bác sĩ có phần do dự không cần thiết phải kiểm tra lần hai bởi vì tôi có một chuyện cần phải nói với ngài và kỳ thiếu kỳ thiếu không thể giống với những omega khác nghe vậy dạ lăng hàn không nhịn được cắt ngang hắn đen mặt không tin xông tới trước mặt bác sĩ bác sĩ thấy vậy có phần lúng túng nhưng ông vẫn nói tiếp kỳ thiếu không phải omega chân chính chỉ là thông qua thuốc để thay đổi thể chất, thân thể cấu tạo vốn dĩ là alpha, đương nhiên không có khả năng mang thai. Nghe tới đây, Dạ Lăng Hàn có phần hồn phi phách lạc nhìn về phía Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên nghe vậy cũng thẳng thốt, không mang thai, không có khả năng mang thai, chuyện này rốt cuộc là sao? Dạ Lăng Hàn nhận ra sắc mặt Kỳ Nhiên không ổn, hắn tiến lại gần ôm lấy cậu an ủi, "Nhiên Nhiên, chúng ta lại đi bệnh viện khác, trong nước không được thì ra nước ngoài điều trị, nhất định có cách ở một bên khác." sau khi rời khỏi phòng thông báo kết quả bác sĩ nhanh chóng đi đến một căn phòng xa hoa báo cáo vân tiên sinh bọn họ đã rời đi rồi bên trong phòng là một người đàn ông ăn mặc cao quý khí chất cũng hơn người nghe được báo cáo của bác sĩ ông ta chỉ bình tĩnh đẩy kính hỏi lại dạ lăng hàn không nghi ngờ tính chân thật của báo cáo chứ bác sĩ cung kính đem kết quả trong tay đưa cho vân tùng hiện giờ thì không nhưng có khả năng hắn ta sẽ đưa kỷ thiếu tới bệnh viện khác để kiểm tra vân tùng vươn tay nhận lấy kết quả nhách môi nói mặc kệ hắn kiểm tra thế nào kết quả cũng sẽ giống nhau mặc dù như vậy chuyện mang thai không thể muốn giấu là giấu hiện giờ dạ lăng hàn có thể nhìn không ra nhưng hai tháng sau ê rằng vân tùng lên tiếng ngắt lời bác sĩ không cần tới hai tháng ngay bây giờ tôi sẽ đưa thiếu gia về vân ra vân tùng hướng mắt nhìn về phía xa hồi tưởng về quá khứ nguyện vọng cuối cùng của gia chủ chính là đưa tiểu thiếu gia vân giật mất tích về vân gia. Hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được người, tôi tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào cản trở cậu ấy về vân gia. Nói xong, ông phân phó bác sĩ đi tìm một vài người bảo vệ cho kỳ nhiên. Tuy nhiên chuyện này phải thực hiện trong âm thầm. Không để kinh động đến nhóm người của dòng thứ. Tránh cho thiếu gia gặp nguy hiểm. Bên trong xe của dạ lăng hàn. Sau khi nhận kết quả, kỳ nhiên cũng trực tiếp nói thẳng. Hiện giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, anh giữ tôi bên người cũng không cần thiết nữa phải không dạ lăng hàn nghe vậy liền lên tỏ vẻ đáng thương nhận lỗi là lỗi của anh khiến em phải chịu khổ nhiều như vậy từ đầu đến cuối đều là vô nghĩa nhiên nhiên anh sai rồi cho dù không có con cái anh cũng muốn cùng em trải qua một đời người kế thừa mặc dù quan trọng nhưng không quan trọng bằng em thấy hắn ta vẫn không chịu buông tay kỷ nhiên quyết định ngả bài cậu đẩy dạ lăng hàn ra dứt khoát nói chúng ta ly hôn đi cậu vừa dứt lời, Dạ Lăng Hàn đã như phát điên. Hắn gằn giọng nói: "Anh không ly hôn." Kỳ Nhiên cũng không chịu lùi bước: "Anh muốn có con, có thể đi tìm người khác. Tôi không có khả năng đó, anh không cần cuốn lấy tôi nữa." Dạ Lăng Hàn nắm chặt cổ tay Kỳ Nhiên khăng khăng nói: "Anh không cần người khác, dù có lấy Dạ ra và Cam gia ra để làm lý do, thì Dạ Lăng Hàn vẫn nhất quyết không thỏa hiệp." Sau cùng Kỳ Nhiên chỉ đánh giả vừa đồng ý, tất cả nghe hắn, xem ra cậu phải dùng cách cuối cùng rồi trở về dạ ra, Dạ Lăng Hàn vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện muốn Kỳ Nhiên mang thai. Hắn cho rằng nếu trong nước không có cách, thì ra nước ngoài. Dạ Lăng Hàn mệt mỏi hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Kỳ Nhiên khi rót nước cho hắn. Kỳ Nhiên đem ly nước đã bỏ thuốc cho Dạ Lăng Hàn, căng thẳng nhìn hắn từng ngụ uống cạn. Thuốc có tác dụng rất nhanh, Dạ Lăng Hàn vừa phát giác ra điểm bất thường thì đã hôn mê. Kỳ Nhiên nhẹ nhàng lấy ra đơn ly hôn và mực in dấu tay. Khi ngón tay Dạ Lăng Hàn in lên tờ đơn ly hôn, bọn họ chính thức đường ai nấy đi rồi. Vĩnh biệt, Dạ Lăng Hàn. Tất cả chỉ còn lại đống cho tàn. Phần trước nói tới, sau khi cho Dạ Lăng Hàn uống thuốc mê, Kỳ Nhiên bỏ trốn khỏi nhà họ Dạ. Cậu lẩn trốn hơn nửa tháng trời, Kỳ Nhiên nhận được tin Dạ Lăng Hàn vẫn luôn phái người tìm kiếm cậu khắp nơi. Kỳ Nhiên hiểu rõ, cứ lẩn trốn như vậy, chắc chắn có một ngày sẽ bị Dạ Lăng Hàn tìm thấy. Vậy là cậu quyết định đợi thủ tục ly hôn hoàn thành, liền lập tức ra nước ngoài. Bạn tốt vô cùng quan tâm dặn dò Kỳ Nhiên, đoạn thời gian này phải hết sức cẩn thận. Kỳ Nhiên thấy Duy Khương cứ dài dòng, liền kêu cậu ta rời đi trước nhưng rất nhanh sau đó chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra một ngày nọ trong lúc kỳ nhiên ra ngoài mua đồ dùng cá nhân phát hiện có một chiếc xe khả nghi bám giết theo sau kỳ nhiên vội vã bước nhanh chân muốn nhanh chóng trở về nhà nào ngờ chiếc xe nhanh chóng đuổi tới hai người đàn ông lực lưỡng từ trong xe bước xuống một trái một phải khống chế kỳ nhiên sau đó bọn chúng lấy ra một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại kỳ nhiên nhanh chóng mất đi ý thức trong lúc mơ hồ Kỳ nhiên cho rằng đây là tay sai của Dạ Lăng Hàn. Lúc này, người ngồi ghế trước quay đầu lại, không ngờ tới kẻ đó chính là Cam Duệ. Cam Duệ sai người đưa Kỳ Nhiên tới một nhà kho bỏ trống. Kỳ Nhiên cố gắng giữ cho lý trí thanh tỉnh mà ngồi dậy. Chất vấn Cam Duệ vì sao lại bắt cóc cậu. Cam Duệ tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Kỳ Nhiên, một tay giữ lấy cổ tay cậu, một tay nâng cầm Kỳ Nhiên lên, cay độc nói: Vì sao à? Dạ Lăng Hàn điên cuồng tìm mày, trên người mày còn có ấn ký của hắn ta. Hiện giờ cũng đã có thai rồi, sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên cạnh hắn. Đến lúc đó, kế hoạch của tao sẽ tiêu tan toàn bộ. Kỳ Nhiên không hiểu, cậu hiện giờ đã bỏ trốn rồi, sẽ mãi mãi không quay trở lại bên cạnh Dạ Lăng Hàn nữa. Vì sao Cam Duệ còn phải ra tay ác độc như vậy? Đáy mắt Cam Duệ ẩn chứa sự điên cuồng. Mày biến mất hoàn toàn thì kế hoạch tao khổ sở tạo ra mới có thể thành công. Trái tim Kỳ Nhiên hẫng đi một nhịp, lẽ nào Cam Duệ muốn giết cậu sao? Dây tiếp theo, chỉ thấy Cam Duệ chỉ huy vệ sĩ, đổ xăng xuống sàn, cậu ta ung dung phất tay, trong giọng nói mang theo sự trào phúng, "Kỳ nhiên, mày đừng hận tao. Nếu trách thì tự trách bản thân đi, vì sao lại ở bên cạnh Dạ Lăng Hàn? Hiện giờ tao đã gửi vị trí của mày cho Dạ Lăng Hàn rồi. Đợi đến khi hắn ta tới đây, vừa đúng lúc nhặt xác của mày. Chỉ cần mày chết trước mặt hắn ta thì hắn sẽ không tìm mày nữa." Vậy là kế hoạch của tao có thể thuận lợi thành công. Nói xong, Cam Duệ lạnh lùng châm ngòi, không chút do dự ném về phía Kỳ Nhiên. Dây lát, ngọn lửa đã lan ra khắp nơi, đem mọi thứ nhấn chìm. Đợi đến khi Dạ Lăng Hàn tìm tới, muốn xông vào bên trong nhà kho cứu Kỳ Nhiên, thì ngọn lửa đã không ngăn nổi nữa rồi. Vệ sĩ ở bên cạnh cố gắng kéo hắn ta lại, không cho Dạ Lăng Hàn xông vào bên trong. Dạ Lăng Hàn mặc kệ tất cả, tránh thoát khỏi vệ sĩ, không chút do dự lao về phía ngọn lửa. Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, Sóng phản kích đẩy Dạ Lăng Hàn ra ngoài. Dù vậy, Dạ Lăng Hàn cũng không bỏ cuộc. Hắn mặc kệ lửa lớn xông vào nhà kho, lớn tiếng gọi tên Kỳ Nhiên, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Cả người Dạ Lăng Hàn như bị khoét rỗng, toàn bộ đều tiêu tan rồi. Lúc này, lính cứu hỏa giữ lấy Dạ Lăng Hàn, muốn kéo hắn ra ngoài. Dạ Lăng Hàn dùng hết sức vùng vẫy, nhưng rất nhanh, bởi vì thiếu không khí mà lảo đảo bị kéo ra ngoài. Đợi đến khi hắn khôi phục ý thức, Hắn nhìn ngọn lửa địa ngục phía sau lưng, cuối cùng tuyệt vọng rơi nước mắt. Cuối cùng kỳ nhiên cũng niết bàn trùng sinh rồi, cậu đem theo con trai trở về. Lúc này, dạ lăng hàn đã được đưa vào bệnh viện. Trong đầu hắn là khung cảnh đám cháy đó, kỳ nhiên hướng về phía hắn nói vĩnh biệt. Dạ lăng hàn muốn kéo kỳ nhiên lại. Hắn biết bản thân sai rồi. Hắn cầu xin kỳ nhiên trở về. Hắn muốn dùng cả đời để bù đắp cho cậu. Nhưng kỳ nhiên vẫn lựa chọn nhảy vào ngọn lửa. Dạ lăng hàn mãi mãi không thể tìm thấy nhiên nhiên của hắn nữa rồi. Dạ lăng hàn bị dọa cho tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là, phải đi tìm kỳ nhiên. Nhiên nhiên đang ở phòng bệnh nào? trợ lý giữ dạ lăng hàn lại dạ thiếu lửa quá lớn không cứu được kỳ thiếu dạ lăng hàn không muốn tin ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng cậu dám chu ẻo em ấy tôi giết cậu mặc kệ trợ lý có nói thế nào dạ lăng hàn đều không tin hắn phát điên muốn xông ra khỏi phòng bệnh các người đều gạt tôi tôi phải đi tìm kỳ nhiên dạ phu nhân ngăn dạ lăng hàn lại nói cái chết của kỳ nhiên là chuyện ngoài ý muốn hơn nữa nó còn là toạn tiện nhân không quan trọng con đau lòng một vài ngày là hết rồi lời này trực tiếp làm dạ lăng hàn nổi giận rồi hắn đẩy bà ta ra em ấy không phải nhiên nhiên là người yêu của tôi là các người ép em ấy phải đi đều tại các người em ấy bị các người ép chết sau cùng hắn suy sụp ngồi dưới sàn không đúng là tôi là tôi không quan tâm đến mong muốn của em ấy ép em ấy thành omega là tôi không trân trọng em ấy hết lần này đến lần khác là tôi ép em ấy đi đến bước đường cùng. Dạ lăng hàn hung hăng cho bản thân một cái tát. Đều là lỗi của tôi. Tôi đáng chết. Nhiên nhiên xin em đừng vứt bỏ anh. Trong một biệt thự tư nhân ở Bắc Thành. Kỳ nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Các vị là ai? Vì sao lại gọi tôi là thiếu gia? Vân Tống nhắc tay ý bảo bác sĩ ra ngoài trước. Sau đó, ông dịu dàng vươn tay xoa đầu kỳ nhiên. Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Cuối cùng ở dưới cửu tuyển lão gia và phu nhân có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Tiếp đó ông lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo đưa tới trước mặt kỳ nhiên, rồi lên tiếng giải thích: Ngài vốn dĩ là vân giật con trai duy nhất của người giàu nhất vân thành, vân ánh sơn. Năm đó phu nhân và lão gia đưa ngài cùng đi du lịch, không ngờ tới gặp phải cuộc tập kích bất ngờ của đối thủ. Trong lúc hỗn loạn lạc mất ngài. Đến lúc chết bọn họ vẫn luôn miệng nói muốn tìm được ngài. Kỳ nhiên cuối cùng cũng hiểu chả trách bọn họ lại thiên vị đến vậy. Thì ra bản thân cậu không phải là con trai của nhà họ Kỷ. Kỷ Nhiên ngắm nhìn người phụ nữ trong ảnh hồi lâu, có thể dễ dàng nhận ra, cậu rất giống bà ấy. Vân Tống tiếc nuối bày tỏ, nếu như tìm được ngài sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu. Sau đó, ông đưa Kỷ Nhiên ra ngoài ban công, chỉ về đại dương bao la trước mặt. Thiếu gia, ngài đồng ý cùng tôi trở về Vân Thành nhận tổ quy tông không? Kỷ Nhiên đương nhiên bằng lòng, cậu muốn vứt bỏ toàn bộ những gì ở nơi này, nhưng kỳ nhiên có một điều kiện cậu dịu dàng đặt tay lên bụng các người bắt buộc phải đảm bảo để nó an toàn ra đời vân tống đáp ngài yên tâm tôi dùng mạng của mình đảm bảo kỳ nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời dạ lăng hàn hiện giờ tôi đấu không lại anh chỉ có thể tránh anh càng xa càng tốt nhưng đợi ngày tôi trở về tôi sẽ bắt anh phải trả giá vì tất cả những gì anh đã gây ra bốn năm sau đỉnh lưu tả hữu trạch tới bắc thành rồi tất cả những mặt báo lớn đến nhắc đến tin tức về anh ta. Lúc này, anh ta đang quay lại hướng về phía người đàn ông đi phía sau lưng nói. Anh giật. Sao nào, em rất nổi tiếng ở Bắc Thành có phải không? Anh nhớ theo sát, ngàn lần đừng để lạc mất tuế tuế. Đừng để đám đông tách ra. Vân giật từ trong xe bước ra ngoài. Một tay nắm lấy tay một bé trai ba tuổi. Dạ lặng hàn lần đầu trông thấy tuế tuế, phiên bản mini của kỷ nhiên. Nhưng hắn không nhận ra, đứa trẻ trước mặt là con ruột của hắn. Sau 4 năm ẩn cư, kỷ nhiên vừa trở về nước đã trực tiếp lên hát search. Ngay cả nghệ sĩ nổi danh nhất dưới tay cậu, cũng ngưỡng mộ không thôi. Hữu trạch không nhịn nổi cảm thán. Anh giật, anh lên hát search rồi. Độ hát còn cao hơn cả em. Kỷ nhiên nghe vậy trêu chọc nở nụ cười. Hôm nay là ngày dành riêng cho tả đại minh tinh tôi lên hát search cái gì chứ thấy kỳ nhiên vẫn không chịu tin tả hữu trách lớn tiếng đọc tiêu để hát search cho cậu nghe an pha chồng quốc dân tiểu ca ca đeo khẩu trang đẹp át tả hữu trạch nói xong lại bất bình oán giận anh đeo khẩu trang đã nổi tiếng đến mức lên hát search em ghen tị chết đi được kỳ nhiên thấy cậu ta cứ thao thao bất tuyệt mấy lời vô ích quyết đoán muốn đuổi người cậu quay sang ôm lấy tuế tuế kêu cậu bé đi ngủ rồi nhắc tả hữu trạch về phòng đi lúc này Tà Hựu Trạch đột nhiên nói vài ngày tới bản thân phải tham gia một chương trình thực tế, nhà sản xuất yêu cầu dẫn theo một đứa trẻ, vậy nên cậu ta muốn Kỳ Nhiên đem theo Tuế Tuế vào đoàn. Nghe vậy Kỳ Nhiên lập tức từ chối, hiện giờ cậu chưa thể lộ mặt trước công chúng. Tà Hựu Trạch chưa từ bỏ lên tiếng thuyết phục, anh yên tâm, đến lúc đó anh dùng thân phận người quản lý của em để vào đoàn là được, đảm bảo không lộ mặt. Em đưa Tuế Tuế vào đoàn phim chơi chút tôi. Hơn nữa hiện giờ anh là vân giật, không phải Kỳ Nhiên thấy cậu ta đã nói tới bước này kỳ nhiên chỉ đành đồng ý vài ngày sau hai người đến đoàn phim chính vào lúc kỳ nhiên đang bàn bạc bà kịch bản và địa điểm với tà hữu trạch thì tuế tuế nhân lúc không ai chú ý buông bàn tay đang nắm lấy tay kỳ nhiên ra một mình lén lút đẩy cửa ra bên ngoài chơi khi trông thấy chiếc xích đu trong công viên hai mắt bé con sáng lấp lánh tuế tuế vui vẻ ngồi chơi xích đu một thân ảnh cao lớn dừng lại trước mặt cậu bé người đó không ai khác chính là dạ lăng hàn bốn năm xa cách hai cha con cứ như vậy tình cờ gặp mặt dạ lăng hàn nhìn vào đôi mắt trong veo của tuế tuế trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này thật giống kỳ nhiên điều này làm dạ lăng hàn ngoài ý muốn cảm thấy thân thiết vô cùng dạ lăng hàn ngồi xổm xuống trước mặt tuế tuế vươn tay xoa đầu cậu nhóc cũng có thể do quan hệ huyết thống tuế tuế không chút phòng bị bổ nhào vào lòng dạ lăng hàn vui vẻ khen mùi hương của chú thật dễ chịu có mùi hương giống với ba ba an pha của con nghe vậy dạ lăng hàn thắc mắc hỏi con nói mùi hương của ta giống alpha ba ba của con à mùi hương của cha con cũng như vậy sao nghe hỏi tới cha mình tuế tuế có chút đau lòng ba ba alpha của tuế tuế đã qua đời rồi tuế tuế chưa từng gặp được ông ấy dạ lăng hàn đau lòng nhìn về phía bé con người cha alpha đã qua đời rồi xem ra những ngày tháng của đứa trẻ này không dễ dàng gì dạ lăng hàn nào có biết người cha đã qua đời trong lời của tuế tuế chính là hắn dạ lăng hàn muốn dỗ dành tuế tuế vui vẻ vậy nên đề nghị làm ảo thuật cho cậu bé xem chỉ thấy hắn vươn tay chạm vào vành tay tuế tuế rồi hô biến lấy ra vài viên kẹo thấy vậy tuế tuế thích vô cùng hào hứng nói kẹo chú biến ra kẹo từ trong tay tuế tuế ánh mắt dạ lăng hàn dịu dàng nhìn về phía tuế tuế giọng nói cũng mềm mại vô cùng bởi vì tuế tuế làm bằng kẹo cho nên chỗ nào cũng có thể biến ra kẹo Chính vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi của Kỳ Nhiên. Tuế Tuế sao con lại chạy lung tung? Còn không mau quay về. Tuế Tuế thấy Kỳ Nhiên tới, lễ phép tạm biệt Dạ Lăng Hàn rồi chạy về phía Kỳ Nhiên. Cả người Dạ Lăng Hàn cứng đờ, đợi Tuế Tuế theo Kỳ Nhiên đi mất, hắn mới kịp phản ứng lại. Bóng lưng và giọng nói của người này, thật thân thuộc. Nhưng suy nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu, Dạ Lăng Hàn liền trực tiếp phủ định. Không, cậu ấy không phải Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên đã không còn nữa rồi bốn năm rồi, cho dù có giống hơn nữa cũng không thể là kỳ nhiên. em ấy sẽ không quay lại nữa rồi. dạ lăng hàn gặp lại kỳ nhiên rồi, dù không còn tỉnh táo nhưng hắn chắc chắn đây là nhiên nhiên của hắn. phần trước nói tới, kỳ nhiên đem theo tuế tuế đến đoàn phim vô tình để dạ lăng hàn gặp được cậu bé. Trùng hợp thay, chương trình thực tế mà Tuế Tuế cùng Tà Hữu Trạch tham gia do công ty của Dạ Lăng Hàn đầu tư. Trợ lý đứng trước bàn làm việc báo cáo tiến độ cho hắn. Dạ Tổng, chương trình thực tế mới của chúng ta sắp lên sóng rồi. Minh Tinh đang hót Tà Hữu Trạch và Tuế Tuế là cặp có nhiều điểm nhấn nhất. Có hy vọng chương trình sẽ bùng nổ. Sau đó trợ lý đề nghị Dạ Lăng Hàn xem qua phần giới thiệu của chương trình. Dạ Lăng Hàn thờ ơ click chuột vào video. Khi đến phân đoạn của Tà Hữu Trạch một bóng dáng quen thuộc vụt qua làm hắn sững sờ dạ lăng hàn vội vàng dừng video hỏi trợ lý người kia là ai hắn vươn tay chạm vào thiếu niên mang khẩu trang trên màn hình sao có thể giống đến vậy một suy nghĩ hoang đường vụt qua trong đầu dạ lăng hàn lẽ nào người giám hộ của tuế tuế thực sự là kỳ nhiên sao dạ lăng hàn hỏi trợ lý đứa trẻ này bình thường đều được người quản lý của tả hữu trạch đưa tới đoàn phim sao trợ lý báo lại đúng là người này đưa tuế tuế tới chỉ có điều người này vô cùng thần bí luôn đeo khẩu trang và rất ít giao tiếp với người khác hoàn toàn trái ngược với tính cách hoạt bát của tuế tuế thấy dạ lăng hàn đặc biệt quan tâm đứa trẻ này trợ lý còn tưởng rằng hắn đang nhớ về đứa con chưa kịp ra đời của hắn và cam duệ nghe trợ lý nói tuế tuế được mọi người yêu thích dạ lăng hàn vô thức lẩm bẩm rất đáng yêu ai gặp rồi cũng sẽ thích nếu như nhiên nhiên của hắn còn sống con của hắn và nhiên nhiên nhất định cũng đáng yêu như thế lại nghe trợ lý nói nếu khi đó đứa con của cam thiếu có thể giữ lại thì hiện giờ chắc cũng lớn bằng tuế tuế rồi nghe được những lời này ký ức năm đó lần nữa ùa về khi đó dạ lăng hàn vô tình nghe được toàn bộ kế hoạch báo thù của cam duệ cam duệ vì người yêu đã khuất mà lập ra âm mưu này để báo thù dạ lăng hàn người đã ép chết người yêu của cậu ta cam duệ cũng nói ra chuyện người dạ lăng hàn yêu nhất cũng chết dưới tay mình cam duệ ở trong phòng thì thầm cùng người thương hoàn toàn không biết mọi chuyện đã bại lộ Đến lúc này, Dạ Lăng Hàn mới biết đứa trẻ cậu ta mang trong bụng không phải của hắn, tất cả chỉ là âm mưu của Cam Duệ. Trước lời cầu xin tha thứ của Cam Duệ, Dạ Lăng Hàn chỉ lạnh lùng nói, "Cậu lừa tôi, lợi dụng tôi tôi đều có thể tha thứ cho cậu nhưng cậu không nên động vào Kỳ Nhiên." Hắn hạ lệnh cho thuộc hạ bỏ cái thai trong bụng Cam Duệ, nhưng không được phép để cậu ta chết. Hắn muốn cả đời này Cam Duệ sống không bằng chết, đền tội cho Kỳ Nhiên. Nghĩ tới đây, Dạ Lăng Hàn tức giận đập bàn, lập tức đuổi trợ lý ra ngoài thấy hắn nổi giận trợ lý hoảng hốt xin lỗi trước khi trợ lý rời đi dạ lăng hàn mệt mỏi kêu cậu ta hủy toàn bộ lịch trình chiều nay của hắn nghe vậy trợ lý có hơi do dự nói chiều nay ngài có một buổi tiệc vô cùng quan trọng do vân tử thu tiên sinh sắp xếp dạ lăng hàn nghe vậy mất kiên nhẫn lớn tiếng đuổi trợ lý cút phía bên này kỳ nhiên đưa tuế tuế rời khỏi phim trường cậu vốn định đợi tả hữu trạch cùng trở về nào ngờ đối phương phải quay bổ sung vài cảnh. Nên dặn cậu đưa Tuế Tuế trở về khách sạn trước. Kỳ nhiên vừa định gọi xe, lại nghe tạ hữu trạch nói có xe chuyên dụng đưa đón. Sẽ rất nhanh tới chỗ cậu và Tuế Tuế. Cậu ta nói xong liền cúp máy. Kỳ nhiên hơi do dự nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ trước mặt cậu. Kỳ nhiên trước tiên cho Tuế Tuế ngồi ghế sau. Sau khi dặn dò con trai ngồi ngoan và thắt dây an toàn cho cậu bé xong, Kỳ nhiên đi tới ngồi vào vị trí bên cạnh lái xe để chỉ đường nào ngờ cậu vừa ngồi xuống bên cạnh đã vang lên tiếng gọi nhiên nhiên khi kỳ nhiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy trông thấy gương mặt dạ lăng hàn ghé sát lại gần kỳ nhiên hoảng hốt né tránh xin lỗi chúng tôi lên nhầm xe rồi hơn nữa tôi cũng không phải người mà ngài nói dạ lăng hàn lúc này đã say khướt hắn mặc kệ tất cả bổ nhào về phía kỳ nhiên tuế tuế thấy vậy hoảng hốt muốn đẩy hắn ta ra không được phép bắt nạt cha của tôi dạ lăng hàn bỏ ngoài tay tất cả hắn mơ hồ ghé sát lại gần. Tôi sẽ không nhận nhầm. Em chính là nhiên nhiên, nhiên nhiên của tôi, không chết. Kỷ nhiên cố gắng chấn tĩnh giải thích. Ngài uống say rồi, xin cho tôi xuống xe. Nào ngờ vừa dứt lời. Dạ lăng hàn đã vươn tay muốn tháo khẩu trang của cậu xuống. cuối cùng dạ lăng hàn cũng nhận ra vân giật chính là kỳ nhiên rồi. Nhưng kỳ nhiên của hiện tại hắn không thể với tới nữa rồi. Lúc này, dạ lăng hàn đang vươn tay về phía gương mặt kỳ nhiên. Muốn kéo lớp khẩu trang xuống để xác thực thân phận người trước mặt. Kỳ nhiên vươn tay giữ lấy cổ tay dạ lăng hàn. Dừng tay. Dạ lăng hàn bỏ ngoài tay những lời ngăn cản của kỳ nhiên. Mơ hồ này nỉ. Để anh nhìn gương mặt của em một chút. Chỉ nhìn một chút. Kỳ nhiên dùng sức đẩy dạ lăng hàn ra. Cảm thấy phiền phức đáp, tôi đã giải thích với anh rồi chúng tôi là lên nhầm xe tôi không quen anh càng không phải nhiên nhiên gì đó mà anh nói xin để chúng tôi xuống xe dạ lăng hàn dùng cặp mắt không còn tỉnh táo nhìn cậu chằm chằm sao em có thể không quen anh em gạt anh kỳ nhiên đề phòng nhìn người trước mặt tôi là vân giật con trai của người giàu nhất vân thành trước đây chưa từng tới bắc thành lần này là tới cùng bạn bè để quay phim anh thực sự nhận sai người rồi nếu anh còn không để tôi và con của tôi đi tôi sẽ báo cảnh sát." Nói xong Kỳ Nhiên nhìn về phía ghế sau. "Tuế Tuế chúng ta đi." Dạ Lăng Hàn vội vàng kéo tay của cậu. "Đừng đi, đừng đi mà. Nhiên Nhiên đừng rời xa anh. Anh thực sự biết lỗi rồi. Em không biết 4 năm qua anh đã sống như thế nào đâu. Không một phút giây nào anh ngừng nhớ em." Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, sau đó vươn tay đánh vào sau ót của Dạ Lăng Hàn. "Tuế Tuế thấy vậy lo lắng hỏi, "Cha, chú ấy sẽ không chết chứ?" kỳ nhiên hừ lạnh một tiếng. Không chết được, chỉ ngủ chút thôi. Nhưng người này dù có ngất xỉu rồi vẫn nắm chặt vạt áo kỳ nhiên không chịu buông tay. Quả nhiên khó đối phó. Tiếp đó kỳ nhiên không chút lưu tình dùng sức đẩy hắn ta ra. Dạ lăng hàn say rượu bất tỉnh nhân sự trong xe. Kỳ nhiên ra khỏi xe, tới ghế sau ôm lấy tuế tuế rời đi. Cậu cảm thấy đầu lại bắt đầu đau rồi. Tuế tuế lo lắng hỏi. Chà lại đau đầu rồi ạ. Anh chạch chạch nói đau đầu phải chịu khó uống thuốc mới khỏi cha có phải lại quên rồi không? Kỳ nhiên an ủi con trai. Không sao rồi, hiện giờ không đau đầu nghiêm trọng như trước kia nữa rồi. Tuế tuế đừng lo. Hơn nữa, có tuế tuế ở đây, cha không đau đầu chút nào. Vừa rồi bị dọa sợ rồi đi. Tuế tuế biểu thị bản thân không sợ. Thật ra còn đã gặp chú kia ở chỗ quay phim rồi. Chú ấy còn cho con kẹo nữa, nhìn không giống người xấu. Kỳ nhiên nhéo ma tuế tuế. Tuế tuế, cha đã từng nói với con không được nhận đồ của người lạ hơn nữa người xấu cùng không đem hai chữ người xấu viết lên mặt tuế tuế gật đầu con biết rồi ạ tối nay cha đọc chuyện rùa con cho con nhé sau khi kỳ nhiên rời đi dạ lăng hàn cứ như vậy ngủ trong xe cả một đêm ngày hôm sau hắn bị vân tử thu ồn ào gọi tỉnh đại ca tối qua uống rượu cậu uống được một nửa đã chạy rồi điện thoại không nghe tin nhắn không trả lời vân tử thu còn ở bên ngoài trách móc không ngừng trong xe dạ lăng hàn hơi nhức đầu đỡ chán ánh mắt người đêm qua quả thực vô cùng giống kỳ nhiên. Không đúng, cũng không giống đến vậy. Sao hắn lại ngốc như vậy? Chỉ có ánh mắt tương tự liền nhận định một người xa lạ là kỳ nhiên. Vân tử thu liến thoáng mãi, mà hắn không đáp liền trực tiếp ra tay cho dạ lăng hàn một đấm. Cậu không sao chứ? Dạ lăng hàn có hơi bực dọc đe dọa nhìn vân tử thu nói. Cậu thử đánh tôi cái nữa thử xem. Dạ lăng hàn lấy ra điện thoại. Nhờ vân tử thu giúp một chuyện. Giúp tôi điều tra người này. Vân Tử Thu vô cùng kinh ngạc. Cậu không quen người này à? Tôi thấy sau khi kỳ nhiên chết, đầu óc cậu cũng chết theo. Người này là gia chủ mới đại danh đỉnh đỉnh của Vân Thành. Vân giật. Nhắc tới Vân gia, thì cũng có chút mối quan hệ huyết mạch với nhà tôi. Bốn năm trước Vân giật được tìm về tôi cũng nhận được thông báo. Dạ lăng hàn vội vàng tìm kiếm tin tức liên quan tới Vân giật. Gương mặt này, người bên này, sao hắn có thể nhận nhầm người được? Vân tử thu an ủi. Tôi biết người này có vẻ ngoài khá giống kỳ nhiên, nhưng hai người bọn họ chắc chắn không phải cùng một người. Thân phận của Vân Dật chúng ta với không tới. Dạ Lăng Hàn nắm được trọng điểm. Vừa rồi cậu nói Vân Dật được Vân gia tìm về khi nào? Vân tử thu đáp bốn năm trước, sao vậy? Hiện giờ Dạ Lăng Hàn vô cùng chắc chắn, người đó chính là Kỷ Nhiên. khẩu trang của kỳ nhiên bị kéo xuống. Sau khi dạ lăng hàn giúp kỳ nhiên xử lý hậu quả xong, lại bắt đầu nghi ngờ thân thế của tuế tuế. Hắn tìm người thu thập mẫu tóc của cậu bé. Lần này, hắn nhất định sẽ khiến cho kỳ nhiên trở về bên cạnh hắn. Trên một cánh đồng ở vùng nông thôn, đạo diễn thông báo với tà hữu trạch, tiếp theo sẽ để cậu ta và tuế tuế cùng làm nhiệm vụ. Tiến độ của bọn họ quá chậm. Lúc này, tuế tuế của chúng ta đang nghiêm túc nhổ củ cải. Một cậu bé bước tới trước mặt tuế tuế, Củ cải này là của tôi, cậu tránh ra." Nói xong còn hung hăng đẩy ngã Tuế Tuế. Kỳ Nhiên tới ôm lấy con trai nhà mình rồi nhắc nhở đứa bé kia. "Bạn nhỏ Ngưu Ngưu, giữa bạn bè phải yêu thương lẫn nhau, sao con lại đánh bạn?" Bên này, một sao nam trẻ đang nổi cũng bước tới. "Ôi, còn chưa quay phim đã bắt đầu lên mặt dạy dỗ rồi. Trẻ con chơi đùa với nhau mà thôi. Hơn nữa tôi là cha trong chương trình của Ngưu Ngưu, cho dù là thằng bé đẩy thì 200 vạn fan cũng sẽ đứng về phía chúng tôi." Kỳ Nhiên nhăn mày, "Chả trách thằng bé không có giáo dục, thì ra là thượng bất chính hạ tất loạn. Chỉ cần quay lại những biểu hiện hôm nay của cậu thôi thì một minh tinh như cậu liền xong đời." Nghe vậy Võng Hồng kia không vui rồi, "Anh dám chu ẻo tôi, hôm nay tôi phải cho anh một bài học." Kết quả khi cậu ta vừa định ra tay, đã bị Kỳ Nhiên dễ dàng khống chế. Kỳ Nhiên xoa đầu Tuế Tuế, "Tuế Tuế phải nhớ kỹ, Chúng ta không gây chuyện với người khác, nhưng cũng không sợ bất cứ ai tới gây chuyện. Tên võng hồng càng giận. Cậu ta hung hăng đứng dậy vung tay về phía kỳ nhiên. Tôi phải nhìn xem rốt cuộc anh là ai. Giây phút khẩu trang bị kéo xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Người này là Vân Giật. Con trai duy nhất của người giàu nhất Vân Thành. Võng hồng sợ hãi liên tục lùi lại. Vân Giật nắm tay tuế tuế. Nói với tổng đạo diễn. Vào phòng nghỉ gặp tôi. Đạo diễn vừa bước vào phòng đã khúm núm xin lỗi sau đó lại nói giúp cho tên võng hồng kia. Kỳ Nhiên nhìn về phía Đạo Diễn, xem ra anh muốn bảo vệ cậu ta. Nếu như anh không thể xử lý, tôi chỉ có thể dùng một cách khác. Đạo Diễn bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. "Vân thiếu, ngài bớt giận. Tôi nhất định sẽ xử lý cẩn thận. Người này sẽ không còn xuất hiện làm chướng mắt ngài nữa." Nhưng Đạo Diễn vừa rời đi đã chạy tới tìm Dạ Lăng Hàn. "Dạ tổng, ngài xem, người thừa kế duy nhất của Vân Thành Thế mà lại ở trong đoàn phim của chúng ta." Đây rõ ràng chính là tin động trời. Nhìn thấy người trong khung hình, ánh mắt dạ lăng hàn có rút. Quả nhiên là em ấy. Trước đó khi xem tư liệu hắn vẫn còn nghi ngờ. Hiện giờ hoàn toàn có thể khẳng định đây là kỳ nhiên rồi. Bên này đạo diễn còn rất hưng phấn. Ngài nói xem chúng ta cắt phân đoạn kia ra. Làm một tập, người thừa kế Vân Thành đánh bại tiểu minh tinh hống hách. Chắc chắn sẽ lên số 1 hát search. Ánh mắt dạ lăng hàn lạnh xuống. Anh vừa nói cái gì? Hắn đứng phát dậy, anh dám tiêu hủy toàn bộ thước phim có sự xuất hiện của vân giật nếu để lộ ra chút tin gió thì cút cho tôi bên cạnh đó tiểu minh tinh dám chọc giận vân giật tôi mặc kệ anh có quan hệ gì với cậu ta lập tức phong sát đạo diễn nghe xong liền hoàng vân giật này có quan hệ gì với dạ tổng mà khiến hắn ta bảo vệ gắt gao như vậy đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa dạ lăng hàn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bốn năm rồi em ấy không thay đổi chút nào nhưng hình như có chỗ nào đó đã khác xưa rồi. Trở thành người làm người khác không thể rời mắt, nhưng rõ ràng là Kỳ Nhiên, vì sao lại giả vờ không nhận ra hắn? Còn có, đứa trẻ kia là ai? Lẽ nào Kỳ Nhiên có con cùng người khác nên mới không bằng lòng dây dưa với hắn? Dạ Lăng Hàn gọi trợ lý tới, "Giúp tôi điều tra một người, trong thời gian ngắn nhất, tôi muốn biết toàn bộ tư liệu liên quan tới việc em ấy được Vân gia tìm về trong 4 năm qua, càng chi tiết càng tốt." đặc biệt là đứa trẻ bên cạnh em ấy. Nghĩ cách để đoàn làm phim thu thập mẫu tóc đi. Nghe vậy Châu Tân liền hiểu. Dạ tổng, ngài nghi ngờ đứa trẻ đó là... Dạ lăng hàn cắt ngang lời trợ lý. Đừng nói nhiều. Đi làm việc đi. Hắn nhớ tới khung cảnh đứa trẻ kia bổ nhào vào lòng hắn hít hà. Nói hắn thật thơm. Có mùi hương của Alpha Baba. Hiện giờ hắn mặc kệ vân giật là ai, đứa trẻ kia là con của ai. Hắn chỉ muốn kỳ nhiên trở về bên cạnh hắn. Cuối cùng Dạ Lăng Hàn cũng biết Tuế Tuế là con trai của hắn rồi. Nhiên Nhiên của hắn thực sự trở về rồi. Lúc này, Kỳ Nhiên đang đưa Tuế Tuế đi ăn pizza. Tuế Tuế vui vẻ nắm lấy tay cha líu lo trên đường. Cậu bé còn vẫn muốn phần ăn dành cho trẻ em lần trước. Lúc này, Kỳ Nhiên đột nhiên phát hiện ra một chiếc xe khả nghi đã đi theo hai cha con từ khi bọn họ rời khỏi khách sạn cho tới tận đây. Lẽ nào video hôm qua đã bị thế lực đối thủ của Vân gia trông thấy rồi sao? bọn chúng muốn nhân lúc cậu thân cô thế cô ở Bắc Thành để ra tay ư, kỳ nhiên vội vàng bế tuế tuế lên. Thời gian hẹn cùng đạo diện cũng sắp đến rồi, bọn họ phải nhanh đi thôi. Vậy là cậu ôm lấy tuế tuế đi vào hẻm nhỏ để cắt đuôi. Bên trong xe, trợ lý báo lại với dạ lăng hàn. Dạ tổng hình như bọn họ đã phát hiện ra chúng ta rồi. Dạ lăng hàn chỉ nhìn theo bóng lưng của hai cha con không lên tiếng. Bên trong đoàn phim, đạo diện kêu tiêu lưu bàn bạc với kỳ nhiên một số chi tiết. Còn tuế tuế quay trước, Kỳ nhiên cảm thấy ở phim trường khá an toàn. Đối thủ của Vân Gia chắc chắn không dám xuất hiện trước ống kính. Vậy là cậu kêu Tuế Tuế diễn tập cùng Tiểu Lưu trước. Lát nữa ba bà sẽ qua đó. Vậy là Tuế Tuế liền theo chị gái đi chơi xích đu. Khi camera mừng chuẩn bị quay, dạ lăng hàn lên tiếng kêu anh ta dừng lại. Đợi lát nữa quay tiếp. Quần áo của Tuế Tuế bẩn rồi các người không trông thấy à? Để tôi đưa cậu bé đi thay đồ. Dạ lăng hàn nói xong liền mặc kệ phản ứng của mọi trước ngồi xuống trước mặt Tuế Tuế dịu dàng hỏi tuế tuế còn nhớ chú không chú đưa con đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ có được không gương mặt tuế tuế căng thẳng chú có mùi hương của alpha ba ba con từng cho cậu bé kẹo nhưng chú cũng bắt nạt cha nhưng sau cùng tuế tuế vẫn vươn tay về phía dạ lăng hàn cậu bé cho rằng vẫn nên đi theo xem thử nếu như là kẻ xấu tuế tuế sẽ thay cha đánh vì vậy khi kỳ nhiên quay trở về không thấy tuế tuế đâu tiểu lưu vội vàng xin lỗi xin lỗi vân thiếu Dạ tổng không phải người lạ, tuế tuế hình như cũng nhận ra ngày ấy. Sau cùng, kỳ nhiên tìm thấy hai người bọn ở cạnh xe của đoàn phim. Cậu vội vàng tiến tới đẩy dạ lăng hàn tránh xa khỏi tuế tuế. Sao lại là anh? Anh tránh xa con trai tôi càng xa càng tốt. Dạ lăng hàn sững sờ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy vân giật ở khoảng cách gần như vậy. Dạ lăng hàn khựng lại hồi lâu. Sau cùng dùng sức ôm lấy kỳ nhiên. Nhiên nhiên, thực sự là em. Kỳ nhiên dùng sức kháng cự. Anh điên rồi à, Dạ tổng. Tự trọng. Dạ lăng hàn xót xa rơi nước mắt. Anh điên rồi, từ giây phút em rời đi anh liền điên rồi. Nhiên nhiên, cuối cùng em cũng trở về rồi. Anh vẫn còn cơ hội có phải không? Kỳ nhiên dùng hết sức đẩy hắn ta ra. Buông ra, dạ tổng tôi không quen biết nhiên nhiên gì đó. Nếu anh dám tiến lại gần chúng tôi thêm một bước, tôi lập tức báo cảnh sát. Dạ lăng hàn tủi thân chết đi được. Chúng ta từng kết hôn, sao em lại quên anh? Kỳ nhiên rõ ràng bị sốc bởi những lời này cơn đau đầu lần nữa ập tới những khung cảnh hỗn loạn khi xưa lại xuất hiện dạ lăng hàn vẫn ấm ức ở bên cạnh tố khổ chúng ta từng yêu thương nhau như vậy nếu như em không rời đi con của chúng ta cũng đã lớn như tuế tuế rồi kỳ nhiên cảm thấy đầu đau quá cậu chỉ muốn dạ lăng hàn câm miệng tôi nhắc lại lần cuối tôi không phải người mà anh nói dạ lăng hàn đau lòng khi thấy kỳ nhiên bị đau đầu liền ngoan ngoãn đảm bảo được được anh không nói nữa đầu của em tuế tuế cũng không vui chú làm cha đau đầu, chú là người xấu. Tuế Tuế ghét chú. Trông thấy Tuế Tuế, cuối cùng dạ lăng hàn vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Nó là con của em và tả hữu trạch sao? Ánh mắt kỳ nhiên thờ ơ, ờ, chuyện này không liên quan tới dạ tổng. Nói xong liền ôm Tuế Tuế rời đi. Bên trong phòng làm việc, dạ lăng hàn vô cùng khó chịu. Lúc này, trợ lý đẩy cửa tiến vào báo. Dạ tổng chuyện ngài giao cho tôi làm tôi đã điều tra rõ ràng rồi, trong tài liệu điều tra thời gian vân ra gia tìm thấy vân giật vân giật bị thương rất nặng sau khi tỉnh lại ký ức cũng có phần mơ hồ nhưng sau khi vân giật xuất viện bên cạnh lại có nhiều thêm một đứa trẻ hơn nữa xét nghiệm adn của ngài và tuế tuế có độ tương đồng rất cao có thể khẳng định là cha con ruột cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.